mỗi một tỉnh nó đang bị mắc kẹt giữa các chính sách của các bên ấy. Ví dụ như là không biết ở mấy tỉnh thành của các bạn thì sao, nhưng mà chẳng hạn như là ở đồng bằng sông Cửu Long thì Cần Thơ chơi một kiểu, rồi kế bên Cần Thơ Vĩnh Long, Đồng Tháp, rồi Sóc Trăng cũng chơi một kiểu. Ở Cần Thơ ví dụ bây giờ là nó không vẫn hiện tại vẫn chưa giao thương với lại các tỉnh khác nè. Rồi hay như Hà Nội á, thì cũng mới bỏ cái lệnh mà người từ thành phố Hồ Chí Minh đi về thì bỏ cái bảng treo trước nhà đó. Nhưng mà thực ra thì khi đi về người ta vẫn rất là kỹ với người đến từ vùng dịch như của thành phố Hồ Chí Minh. Tại vừa rồi hình như Hà Nội của mình cũng vừa ghi nhận mới hôm nay hả, là mới ghi nhận thêm mấy ca F0 do có liên quan tới từ thành phố Hồ Chí Minh đi về đó. Nên là thấy thực sự cái tình hình mới này có vẻ cũng đang còn rối rắm ghê. Nhưng mà em thấy bảo là bây giờ cũng mở cửa các cửa ngõ ở Hà Nội để cho mọi người đi về rồi ấy. Trước xem thực sự có thấy là có những người là được về nhưng mà được ra khỏi Hà Nội ấy, nhưng mà phải có để xe buýt à đâu, hình như là vẫn phải có test, vì phải có test covid với cả cái gì tiêm hai mũi. Xong có người kiểu không chưa tìm hiểu kỹ, xong đi ra mua vé tàu mới biết là chưa được, không được về ấy. Nói chung là cũng an toàn. Nó thay đổi từng ngày đấy. Bây giờ các thông tin về kiểu vùng dịch đấy nó thay đổi từng ngày. Như cái chuyện hôm trước đi ra tàu mà cũng chưa được về, đấy là cái hôm đấy, nhưng mà đến hôm sau nó lại khác. Là bây giờ nó cứ thay đổi từng tí một, nhưng mà đó là trên cái thông tin chung, nhưng mà mỗi một địa phương đó họ giữ cái nguyên tắc của họ cũng lâu lắm, có khi là cả nước ra chỉ thị rồi. Em có nghe được tiếng nhạc không? Ok. Too long in my corner. Why do
I spend days to fear and ponder. What is rough is just so tough, they weigh my spirits down. But the rocks make up the mountains, they will also be my crown. My dreams, they don't shine like bright stars. Bright stars. I keep my faith that day is not far. Don't you worry, wipe your fears, and your wings will finally fly. Bit of faith, a bit of me, will my miracles come true? Face up, you can win against the odds. Oh, yes, face it, be brave when times get hard. And boy, you're incredible. I have a shot, we'll be making you unbeatable. Your love is strange, just your step go the lane. Against the odds, speak your dreams, and you're not what your future means. Get hard. Have faith, and fashion won't fail you. Will never fail you. Be ready for your dreams and to. So tough, and they weigh my spirits down. But the rocks make up the mountains, they will also be my crown. My dreams, they don't shine like bright stars. Bright stars. I keep my faith that day is not far. Don't you worry, wipe your fears, and your wings will finally fly. Bit of faith, a bit of me, will my miracles come true? Face up, you can win against the odds. Oh, yes, face it, be brave when times get hard. Have faith and passion won't fail you. Be ready for your dreams and to reach the seas. Girl, you're the miracle, and boy, you're incredible. For sure, we'll be making you unbeatable. Your love is strange, just your step go the lane. Against the odds, speak your dreams, and you're not what your future means. Get hard. Have faith, and fashion won't fail you. Will never fail you. Be ready for your dreams and to. You can win against the odds. Oh, yes, you can. Face it,
too long in my corner. Why do I spend days to fear and ponder? What is rough is just so tough, and they weigh my spirits down. But the rocks make up the mountains, they will also be my crown. My dreams, they don't shine like bright stars. Bright stars. I keep my faith that day is not far. Don't you worry, wipe your fears, and your wings will finally fly. Bit of faith, a bit of me, will my miracles come true? Face up, you can win against the odds. Oh, yes, face it, be brave when times get hard. And boy, you're incredible. I have a show, we'll be making you unbeatable. Your love is strange, just your step and go the lane. Against the odds, speak your dreams, and you're not what your future means. Get hard. Have fashion, fashion won't fail you. Will never fail you. Be ready for your dreams and two. Hello, xin chào tất cả các bạn khán giả yêu quý của AFO. Các bạn có khỏe không ạ? Hy vọng rằng chúng ta đã có một buổi tối với thật là nhiều những cảm xúc cùng với nhau. Ngày hôm nay thì ở tại khu vực miền Bắc và miền Trung của chúng ta thì cũng rất là nhiều mưa bão, cho nên là mặc dù là nhiều tỉnh thành cũng đã bỏ bớt giãn cách xã hội, tuy nhiên là chúng ta vẫn nhiều bạn chọn cách ở nhà hơn là ra ngoài đường. Ở ngoài Hà Nội lúc này rất là lạnh, và như là các bạn đã thấy, mình cũng bắt đầu mặc áo mùa lạnh rồi, bởi vì tuần tới dự kiến là thời tiết cũng sẽ xuống khá thấp, có ngày mà xuống khoảng 17-18 độ C, tức là rất là lạnh đó. Các bạn khán giả của mình có khỏe không? Tụi mình đang livestream trực tiếp trên cả hai nền tảng là Facebook và YouTube. Lý do tại sao là tại vì tối nay sẽ có hai sự kiện rất là dễ thương cùng với cả gia đình AFO, mà mình rất là vui khi được chia sẻ cùng với mọi người. Thứ nhất là tụi mình sẽ theo dõi một tập của AFO Season 7, một tập rất là hay, đối với mình một tập rất là hay, có cả âm nhạc, có cả những câu chuyện truyền cảm hứng, có cả rất là nhiều những thứ để cho tụi mình có thể bỏ túi. Và ngoài ra ở phần sau của chương trình thì tụi mình sẽ cùng gặp gỡ một Musketeer mới toanh luôn, lâu lắm rồi tụi mình mới đem những Musketeer trở lại, và sẽ có rất là nhiều điều để bật mí cùng với các bạn với Musketeer này. Bạn đó là ai, là trai hay là gái, chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì tranh thủ gửi lời chào đến các bạn Study with V, Zen. Zen thấy online cả bên này cả bên kia đúng không? Hello Phạm Ân, tức là Zen đó, Lê Thạc Quảng. Xin chào mọi người. Rồi các bạn sẵn sàng chưa? Tối nay thì tụi mình sẽ cùng với nhau có một cái chuyến hành trình rất là đặc biệt. Chuyến hành trình này thì tụi mình sẽ cùng đến với đất nước Australia và nghe những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng. Và phần sau thì sẽ có một nhân vật khách mời. Còn bây giờ thì cùng với tụi mình check qua xem là có gì chết thiệt trong... Trời ơi, đây có gì nè, có bạn nào, có bạn Tuấn Kỳ, không gian của chị Thúy siêu quá à. Bạn gì đây, bạn gì, Đỗ Phương Thảo nè. À, Đỗ Phương Thảo. Đỗ Phương Thảo có phải là MC Kinh Chính không Thảo ơi? Ghê quá, thấy okay. Đỗ Phương, thấy tên Đỗ Phương Thảo mà nghi á, chắc là em MC Kinh Chính á. Không, nhưng mà sau này á mọi người. Ok, bây giờ thì hôm trước vừa được Tadale, anh thích chó, chắc thế nên intro AFO có hai chú chó rất dễ thương.
Đúng vậy, nếu mà tụi em để ý kỹ thì sẽ thấy chó xuất hiện ở rất là nhiều nơi ở trong nhà của anh nè, cũng như là trong show của FO. Áo này hot ghê, áo này là áo của Squid Game. Nay quyết định mặc cái áo này để cho nó có không khí của mùa đông, nhưng mà không ngờ nó là cái áo của Squid Game. Và thực ra trong phim này mình cũng rất là thích nhân vật 456, vẫn có lý trí nhưng mà vẫn có tình cảm và là một người rất là thấu cảm với lại người khác. Áo 456 đó các em. Các em đố các anh biết là bữa sau anh sẽ mặc áo màu gì. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ cùng bắt đầu đến với câu chuyện của Watch Party tối nay. Ở trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những cái nhân vật khách mời và cùng được nghe nhạc nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về bí quyết thành công. Đó chính là câu chuyện của chị Hương Đặng. Nhân vật Hương Đặng là một nhân vật rất là hay, xin được chia sẻ với mọi người. Chị Hương Đặng có xuất phát điểm là một người đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Và chị Hương Đặng gần như là nhà rất là nghèo, mà đến năm học cấp 2, lúc như là khoảng 9-10 tuổi gì đó, là bị lên Hà Nội để đi làm là giữ em. Nhưng mà chị luôn luôn có một ước mơ là được đi du học. Đó, từ một người mà bỏ học từ năm cấp 2, làm sao để đi du học, làm sao để học đại học, lại còn đi du học ở Úc nữa. Đó là một hành trình rất là hay. Và mời các bạn hãy cùng đến với cái câu chuyện của chị Hương Đặng với phần dẫn dắt của Đặng Trần Tùng từ trường quay. Help but notice in your story you've come up against a multitude of adversity, and what has helped you to weather all the storm and be able to come out triumphantly every time? I learn a lot along the way. It's not that one day you become very strong, for or sure. That's one day you become very knowledgeable or having a lot of experience. So my secret, not really secret, but my recipe is always to be positive. Not that to be positive that you have pinky dreams or things like that, but you learn how to accept uncertainties. Mm-hmm. And this is, if you look into the current situation at the moment of COVID for a year already, I feel so thankful that I developed that mentality for a long time. Mm-hmm. So when life throw me a lot of lemons, I make a margarita. Yeah. I don't even make a boring lemon juice. Yeah, lemonade is so yesterday. So I always think that you need to have that kind of positive positiveness, because life has so many, like as you live and as you grow, life has so many challenges. To be positive, to accept it is what it is. Uncertainties, when it's thrown at you, it's help you become stronger. So I usually number one become be very positive, and number two have a plan B. Plan B doesn't mean you need to have exact what it is, what is a step. If I don't do this, what else can I do? Mm. Plan B to me is more like you accept that things might not go in the way that you expected. So it's like managing your expectations, yes, a little bit. Yes. And then, always have a safety net. Yes. And then also seek for help. So my plan B is always, whatever I do, I have a mentor. So a mentor for personal development, a mentor for career development, and a mentor for mindfulness. Mm. So I learned a lot about meditation. I practice meditations and I apply it to my career and my working life to help me, to balance and juggle between a quite challenging job and then enjoy life. The peace of mind afforded by having a plan B help you to achieve your plan A? Exactly. Yeah. So sometimes it's go around, and then it reminds you that, there is not only one way to get to where you want to be. Mm-hmm. And sometimes having a plan B is where you achieve different kind of things that is even better than what you set for the plan A. Mm. So an example of that was I always plan ahead of time for whatever it is, like for education, for career, for my personal life. And sometimes it didn't go that way. Yeah. I always dreamed to stay back in Australia after 18 months of studying. And I always
you know, write a statement to university seeking for a sponsorship and a scholarship, and it didn't really happen. But one day, the two awards that came up like out of nowhere, and I got it. And then I always wanted to study bachelor degree, and the tuition fee was so expensive that I couldn't afford. And then when I went to the university and I met a course advisor. And he said to me that, you know, with your experience and with your background, you may be able to apply directly to a master course. So then I, with the same amount of time and money, I got my master degree instead of, you know, doing another 2 years for bachelor degree. Wow. So sometimes a plan B is really helping you achieve better things. Very enterprising. Đó ra là một câu chuyện rất là truyền cảm hứng đúng không ạ? Mình luôn luôn cảm thấy rất là cảm động đối với những cái ước mơ như vậy. Ước mơ của người ta thì nhiều khi mình có hay nghĩ là nó nhỏ, nhưng mà đối với một người nó sẽ là một thứ gì đó rất là kỳ vĩ lớn lao. Bạn thì cứ hãy ước mơ những ước mơ lớn đi. Có rất là nhiều bạn chia sẻ với chương trình là em ở tận Cà Mau, em sống ở một cái làng chài ở Ngọc Hiển Nam Căn. Em không biết làm sao để có cái cơ hội để có thể đi được xa hơn, bởi vì em chỉ nhìn thấy quanh quẩn cái cuộc sống nghèo như vậy thôi. Thì thực ra cái câu chuyện là đi xa, vươn xa bây giờ nó có thể thể hiện ở rất là nhiều những khía cạnh khác nhau. Câu chuyện của chị Hương là như vậy, là một cái câu chuyện về bí quyết của một người dám vươn xa và đặc biệt là phải bỏ đi những cái rào cản ở trong suy nghĩ trong đầu. Chị Phi Vân ở trong cách đây mấy mùa cũng đã từng chia sẻ với chúng ta là bạn phải biết được nỗi sợ của bạn là gì, chứ đừng có những cái nỗi sợ mơ hồ, bởi vì nếu mà bạn không định nghĩa được nỗi sợ, không nhìn thấy được nỗi sợ, bạn không biết là bạn sợ cái gì thì bạn sẽ không bao giờ xử lý được nỗi sợ. Như là chị Hương Đặng cũng đã từng có nỗi sợ, đó chính là tôi không thể vươn đi xa được, tôi bị kẹt lại ở cái chỗ này, ở cái làng quê nghèo và sẽ làm những cái công việc lao động chân tay thôi. Đó, về hành trình thực hiện giấc mơ của chị Hương Đặng như thế nào, mời các bạn hãy cùng với tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện. What created you? What created Hương Đặng from a girl of humble beginnings in the countryside of Vietnam to a very distinguished, very accomplished woman you are today? That is a very nice introduction. Thank you so much. That's my job. So I think look back to my journey. There are many elements that's created myself, the women today. First of all, is from the experience. Whether it was bad or good, it's all from the experience that I gather along the way. Another aspect of that was education and you know the opportunities that I have been given throughout the journey. And last but not least, the love of a mother, my mom, who, you know, has nothing but loved me unconditionally, and the family orientation that she has given me. Okay. So, you know, that's formed and shaped the woman that I am today. Okay, so it's a confluence of a lot of different factors and people. Yeah. So obviously, your dreams are a big factor that fuel your success. So could you maybe chronicle for us your dreams were what they were in the beginning and how they have changed over the years? Yes, I think that is a very important aspect of everyone's life. Even when you have nothing, but if you have a dream that guide you throughout the ups and downs. So for me, as a little girl, very, very little, when I was 6 years old, my dream was to become a teacher. And luckily, every summer I lived with my grandparents, and my uncle from my mother's side was a teacher. And you know, living in the small countryside, I didn't really have that privilege to, you know, to read books or to have books or access to education or, you know, lots of resources. But one thing that I loved was reading books and reading magazines. Right, so and my uncle was teaching at a primary school, and he usually gives me a lot of books and magazines, and I started reading at very young age. So for me at that time, I was always thinking that, you know, if I become a teacher, then I get free magazine and you know, access to reading a lot of books, and I always have that dream. But then because of the financial circumstances from my family, my mother could not afford to, you know, to pay for me to go to school. So I left school, but
And I went to Hanoi to work as a babysitter. Mm. But then, you know, throughout that those years, I always still, you know, dream to that one day I can come back to school. Wow. So I always believed that education would change my life. Mm. And it did. It did. It really did. And it made a huge impact in my life. So, you know, later on, I realized that, you know, along the way you go, you always have different dreams, mm. a different stage of your life. Mm-hmm. You see something that is not suitable at that time, but maybe in the future is more relevant. Mm. So when I was living on the street of Hanoi and, you know, doing a lot of jobs that I can survive, I still have that hope that I can change my life through education. Mm. So I still love that dream to become a teacher. But it's, you know, it's always seemed to be so far away because we couldn't afford it. Mm. So one day I met Koto. I became a Koto trainees, and, you know, at that time my dream was to become a bartender because I studied hospitality and English and life skill at Koto, and I always wanted to become a bartender. For some reason, a lot of people has that mentality to tell me that, you know, you are a girl, you cannot work in the bar, and you can't be a bartender because you are so small. They don't know what they're talking about. So I kind of doubt myself a bit. Mm. But during the time I studied at Koto, that opportunity changed my life, mm. and it's opened a whole new world of possibilities and bigger dreams. Mm. So I still wanted to go to top university in Vietnam. I look back and I felt that it was a bit crazy. I didn't really have all the requirements to go to that school, but I always dreamed to go to that school. Mm. So I talked to Jimmy Pham, the founder of Koto, and I said to him that, you know, I want to go to universities. And he said to me one thing that, you know, you focus on studying at the moment, and then I will help you. Mm. And he did. So, but after I graduated from Koto, I did learn a lot of English, and I always think that English will be the key to help me explore the world. So I registered for some English class, mm-hmm. And later outside on. Outside of Koto? Outside of Koto. Okay. And then I said to, so before coming to Koto, I didn't know any language. Wow. So one day I sat with Jimmy and I said to him, like, I want to go to Dubai. Mm. And he was asking me, you know, like, What's your fascination with Dubai? Yes. Yeah. So because at that time, some of the Koto alumni graduated from the program. Yeah. And, you know, Dubai is the world of hospitality, five-star hotel and resort. So I would always imagine, like, I can earn a lot of money, mm-hmm. And I can come back and then I can go to universities. Mm-hmm. And I also could help my families a bit as well. Okay. So Jimmy said to me, like, you know, not Dubai, definitely not Dubai. You have to go to Australia. Oh, okay. So at that time it was like, wow, Australia, I have, you know, I don't think I will be able to go there. Just always down myself at that time. Mm-hmm. But then I just go back and I register for another English class for IELTS. Mm. And I got a scholarship. The dream to go to Australia is becoming very true. So I was registering for a lot of, you know, education fair and learning about education in Australia. And the opportunities just started to open up. Yes. Hay quá phải không các bạn? Rõ ràng là cái câu chuyện của chị Hương Đặng là một câu chuyện rất là truyền cảm hứng để cho chúng ta khi mà đã mơ thì phải mơ lớn. Mình cũng vậy, mình cũng là một người có những cái ước mơ ngay từ bé là trở thành một người làm truyền hình á. Và bây giờ khi mà mình nhìn lại cái hành trình của mình thì mình cũng cảm thấy rất là ý nghĩa và cũng biết ơn bố mẹ rất là nhiều. Bởi vì luôn luôn tạo điều kiện để cho mình làm những thứ mình thích. Khi mà mình làm thứ mình thích là thứ mình cảm thấy quý giá nhất trong đời. Và chị Hương cũng như vậy, chị Hương lần đầu tiên apply học bổng, rồi cuối cùng đầu học bổng. Rồi sau đó thì làm rất là nhiều nghề khác nhau, ở trên phố buôn gánh bán bưng, rồi đi làm rất là nhiều nghề tay chân. Bỏ học nguyên một giai đoạn đó, sau đó thì được vào Koto. Koto lại là một câu chuyện rất là hay mà hy vọng có một ngày nào đó tụi mình sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về anh Jimmy của Koto. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là một cái cô gái mà đến từ Vĩnh Phúc khi mà đến với đất nước Úc lần đầu tiên thì những cái bỡ ngỡ đó sẽ như thế nào, cuộc sống khi mới đến Úc ra sao. Chúng ta cùng theo dõi tiếp tục ngay sau đây. To my understanding,
you had to juggle studying and working at the same time. But why did you have to do that? I thought that your studies were sponsored. You know, I always dreamed to come to Australia. And when I first came to Australia, I got my first scholarship was for 1.5 years. Mm. But I remember on that very first flight that I took to Australia, I said to myself that I need to complete my my bachelor degree, a full degree, before coming back to Vietnam. So the scholarship was given to only for tuition fees. For living expense, I then have to work out a plan to go and work and, you know, rent and pay for rent. So I was very lucky because I had experience working in 5-star hotel in Vietnam. So I also studied hospitality before. So I was able to get a job at a 5-star hotel in Melbourne. And what did you do? Were you a bartender? So I was a waitress. No, I was a waitress. Oh, you were a waitress. But then I became a little bit, you know, like barista. And so I earned money to pay for my living expense. But then at the beginning, like, I was having that pinky dream that, you know, I come to Australia, I can earn decent money, I can work for, you know, 4 hours. But then, you know, life wasn't like that. That was the first life lessons. When I came to Australia, you know, like, the weather wasn't that I expected. I really missed that home food from Vietnam. Mm. I was really missing home. And the reality was, you know, I was only given 3 hours and 6 hours per week. Mm. And only 12 hours per month, to be honest, instead of 20 hours per week. So I didn't earn enough money and I was freaking out. And I was like, you know, what should I do now? I will not be able to survive. So one day I remember I submitted a survey from the corporation. So I was sitting in the office and I filled out that survey. And I remember in that note, I said that, you know, I'm a international student and I need to have more hours to survive. And I don't have, you know, I don't have money from families. I wasn't a rich kid. So lots of people, you know, to be able to come to Australia to study or overseas, they will have to, you know, have to prove that you have decent finance support from families. Yeah. I wasn't in that situation. So I mean, you kind of had to budget everything down to the cent. Exactly, yes. I submitted that survey and then I didn't hear anything from the company. And one day I couldn't bear with it anymore. So I emailed my boss, and he's a French guy. And I said to him that, Fred, you know, I have to say that you need to help me because I need the increased numbers. You're a nice guy, but so give me those hours. I didn't expect that he called me up and had a meeting. So one day he called me and he said that, you know, did you really fill out in that survey? And I said yes, and he was like, oh, I was wondering, you know, like who was filling it in this one, because I didn't expect that with the short time coming to Australia, you were able to structure the English email like that. So he then, you know, asked me to work more hours, but he was helping me to find more hours in other outlets. So that was really helpful. Rõ ràng là rất xúc động đúng không mọi người? Mình luôn luôn nhìn thấy những cái ước mơ nhỏ bé như là của chị Hương Đặng là một thứ gì đó rất là kỳ vĩ và khiến cho chúng ta cảm thấy cảm động và là một trong những động lực lớn cho chúng ta. Tôi xin được đọc những cái comment rất là đáng yêu của các bạn. Như là tập này truyền động lực quá, em sẽ cố gắng vượt deadline. Rồi và ở trên YouTube các bạn cũng đang trò chuyện rất là vui. Đây cũng hy vọng sẽ là một cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng và truyền động lực dành cho những bạn đến từ những cái vùng nông thôn, những cái vùng tỉnh, và các bạn tự nghĩ là ở đó sẽ có ít những cái cơ hội dành cho các bạn, nhưng thật ra không phải như vậy. Bây giờ cơ hội nó dành ở tất cả mọi nơi, dành cho tất cả chúng ta, và hy vọng rằng cái câu chuyện của chị Hương Đặng cũng sẽ là những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng đến cho các bạn, đặc biệt là những các bạn đến từ vùng nông thôn. Apple Crew cũng vậy, chúng tôi cũng rất biết ơn khi mà có những người bạn đến từ rất là nhiều tỉnh thành khác nhau. Họ đem theo cả cái sự chân chất, thật thà, cũng như là một trái tim ấm nóng của những người trẻ lần đầu tiên hăm hở bước vào công việc ở một cái thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong Apple Crew thì có những bạn như là bạn Sơn Sears là đến từ ở đâu ta, 35 là Ninh Bình, bạn Duyên Ngọc đến từ Thái Bình, Nam Định,
Đó, bạn có ngày xưa có bạn Linh Cô Ta đến từ Thái Bình, rồi bạn Linh Trình đến từ Thanh Hóa, bạn Thanh Vân đến từ Quảng Trị. Thực sự biết ơn các bạn rất là nhiều, những người bạn rất là đáng yêu của chúng tôi. Những người bạn này cũng từ những cái vùng quê mà lần đầu tiên đến Hà Nội, mà sau đó thì mình thấy là các bạn đã tham gia vào FO và có những cái bước đi rất là thần kỳ. Những cái nỗ lực của các bạn đang làm những cái thứ mà các bạn thích, thì mình cũng tin rằng những cái câu chuyện đó sẽ là những cái câu chuyện rất là đẹp để cho chúng ta viết tiếp những cái ước mơ của người trẻ. Người trẻ luôn luôn có những ước mơ rất là đẹp, và những ước mơ đó sẽ được viết bằng những cái thứ giản dị như vậy. Chị Hương Đặng cũng có chia sẻ là ở trong khi mà chị còn trẻ thì chị cũng học tiếng Anh bằng cách là học móc chỗ này chỗ kia. Và hồi đó thì không có phải như bây giờ, không có Internet. Hồi đó mình nhớ là đi vào Internet mạng là phải tốn 2.500 đồng một tiếng hay sao á. Lúc đầu còn mắc hơn 6-8 ngàn, tùy theo địa điểm nó như thế nào. Chị Hương cũng như vậy. Hồi đó thì tụi mình không có những cái điều kiện như vậy, cho nên là phải nghe bằng băng cassette và ghi bằng sổ. Bây giờ mình vẫn giữ cái thói quen sử dụng sổ cũng là vì như vậy. Và hồi đó tụi mình hay nghe và học tiếng Anh qua bài hát. Chị Hương có nhắc đến một cái bài hát mà chắc chắn là cái thế hệ 8X sẽ nhớ, đặc biệt với những là một người bạn của chúng tôi, thế hệ 8X ở trong YouTube cũng đang theo dõi thì sẽ nhớ bài hát này. Chúng ta cùng đến với một bài hát với giai điệu rất là hay sau đây. You should be no stranger to this melody. It's 15 years already. Wow. I'm sitting here in the boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm not riding too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning around, and all that I can see, just another lemon tree. Sing da 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I like to go out, taking a shower, but every heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself to bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation means not good for me. Isolation, and I don't want to sit on the lemon tree, stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I got another toy, and everything would happen. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning around, and all that I can see, just another lemon tree. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just another lemon tree.
rất là hay và mình cũng thích bài này. Và ở trên Facebook thì có chị Phoebe cũng đã join cùng với tụi mình, còn ở trên này thì tụi mình cũng đang cùng với nhau theo dõi lại một bài hát mà không chỉ là thế hệ 8X mà cả thế hệ 9X và các bạn Gen Z nói là các bạn cũng biết bài này. Một bài hát khi mà sống qua nhiều thập kỷ như vậy thì rõ ràng nó có một cái sức sống rất là mạnh mẽ, như là nhiều bạn cũng đã chia sẻ trong cái phần comment, đó chính là khi mà nghe bài này thấy như là trái tim cũng muốn nhảy múa vậy. Rõ ràng chúng ta nghe một cái giai điệu nó rất là làm cho mình nhún nhảy luôn đó. Và các bạn cũng có thể thấy là mùa này thì Apple Band cũng mang đến chúng ta một cái màu sắc rất là mới. Và điểm đặc biệt là các bạn đã tự phối những bài này và tự chia sẻ những cái cảm xúc của các bạn đó bằng âm nhạc, chứ không chỉ là bằng ngôn ngữ lời nói. Cảm ơn Apple Band, shout out to Apple Band đã cho chúng ta một cái màn trình diễn rất là hay của bài Lemon Tree. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại cùng với câu chuyện ở tại nước Úc. Có một vị khách mời đặc biệt đến từ viện Trish Home. Trish Home là gì và chương trình giáo dục Trish Home như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi với mình ngày sau đây. So how does Trish Home prepare students for the future work? And you know, what's been your experience like in this industry? Yeah, sure. So as I mentioned before, I guess when we're Chisholm Institute is delivering programs or diploma and higher ed programs to students, around 30,000 students a year. And we also have our offshore partners that deliver programs on our behalf. So the program that I was involved in with Vietnam delivered programs to over 700 Vietnamese students across 25 colleges in 12 sector areas. So Chisholm supported these colleges to understand competency-based training, the assessment processes, and how we deliver those programs in Australia. And look, the program that we had with Vietnam was fantastic. I mean, the students were so amazing. I think in the first few months, all of them did indicate that they were ready to quit, that this learning a program in a foreign language, as well as this competency-based training and having to do presentations and ask questions, it was all just too much. But fortunately, they all made it through. We had a really good retention rate with the program. So graduated some 725, I think it was, in the end, which was amazing. And part of that program is very similar to what we would do in Australia, where we support the students for that career readiness. We also support them to introduce them to industry where we can. So how do we make sure that industry is aware of the graduates and that graduates are aware of what opportunities are taking place? So all of those things that we would do, I guess, in Melbourne is what we look to undertake in our global campuses as well, and something that was quite successful in Vietnam. Now, I think it's time for me to ask you a couple of audience questions. So the question is, Jenny, I'm a fresh graduate, and at the moment I do not get along with my boss. How do I adapt to changes and accept opinions from employers that I feel uncomfortable to agree with in the workplace? Any thoughts and advice on this? I think my response will be that we have to all be very open to feedback. Regardless if you agree or not, it's important to listen and to not necessarily accept, but to definitely listen and be open to having that feedback. And what you might find, particularly with graduates, there might be supervisors out there that feel a little bit threatened by graduates that have got new skills and understanding of processes and equipment that they may not have. So you need to sort of take it all in, I guess, when you are receiving this feedback. And in the end, just speak to others, speak to mentors, speak to your family, speak to others, your former teachers, just to really get a bit of a 360 degree look at that feedback. But in the end, never say no. Always accept feedback. Always be open and willing to hear the feedback, because it will improve you, and it'll help you become a better person and a better employer. Sometimes the feedback might be not what you want to hear, and it can be really hard to hear, but ultimately it's life, and I think it's something that people need to be open and willing to accept. Mm-hmm. Yeah, I think that's great advice. You know, accepting feedback, radical candor are such important emotional intelligence skills. So thank you for sharing. Thank you for coming here. Yes. Mm-hmm.
Vừa rồi thì tụi mình đã vừa tiếp tục theo dõi một cái câu chuyện để hiểu hơn về Choose Home. Và nãy giờ thì mình rất là tâm đắc một cái câu mà Phoebe đã comment ở trên Facebook, đó chính là giọng thật ấm cúng giống như là bếp từ mức 1 của nhà mình, như là sờ nắm được từng câu chữ. Câu này hay quá mọi người. So sánh giọng bếp từ mà ấm như là bếp từ mức 1 á, tức là nó vừa ấm vừa phải, mình có thể đặt tay lên được á, cái giọng ấm như vậy. Mà Phoebe đúng là một master về ngôn ngữ đúng không ạ? Mình tin rằng khi mà Phoebe mà tiếp xúc với lại cái môi trường tiếng Việt nhiều thì là lại tiếp tục có thể sử dụng ngôn ngữ của mình bằng tiếng Việt rất là hay luôn, như là cách mà Phoebe đang sử dụng tiếng Anh vậy. Đó cũng là một cách để truyền cảm hứng cho các bạn. Có một vài cái phát vui vui mà ở từ góc độ của người làm sản xuất cũng muốn chia sẻ cùng với mọi người, đó chính là cái tập này á, nó có cái số phận rất là lận đận, đó là cái phần mà ghi hình đối với chị Hương Đặng á, thì được ghi hình từ trước cái đợt giãn cách ở tại Hà Nội rất là lâu rồi á. Lúc đó thì các bạn thấy là đó là trường quay của FO lần đầu tiên có, cho nên là cái chữ O á, màu đỏ nó cũng rất là nhạt, và chữ O của nó rộng ơi là rộng luôn đó. Sau đó sau cái lần đó thì mình nói là khắc phục để những lần quay sau chữ O nó vừa phải, nó cân đối hơn. Cho nên là đây là cái tập nếu mà các bạn ý kỹ cùng với cả ốc ban nữa, khi mà hát Lemon Tree nữa thì là chữ O nó to hơn bình thường một chút xíu đó. Rồi cái phần mà Phoebe mà nói với lại nhân vật khách mời chị thường Choose Home á, thì là mới được ghi hình gần đây thôi, mới tuần trước thôi đó. Cho nên là bây giờ Covid-19 làm cho tất cả mọi thứ nó bị đảo lộn, nhưng mà tụi mình cũng cố gắng để vượt khó để sản xuất chương trình cho mọi người. Cho mọi người đi qua đi lại thì nhớ hãy chia sẻ những cái show như thế này để cho mọi người có thể được biết tới, cũng như là chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích và đáng quý. Bởi vì Covid-19 mà đúng không? Covid-19 nó cho chúng ta một cái bài toán cần phải giải ở trong mỗi người, đó chính là bài toán về việc là làm sao chúng ta có thêm được những kỹ năng mới. Rồi lao động thời Covid-19 cần cái gì? Ngày xưa chắc chắn là chúng ta nói là đi làm là phải lên cơ quan. Khi mà không lên cơ quan, không đi làm đủ 8 tiếng một ngày thì là không phải một cái cách thức làm việc hiệu quả. Nhưng mà rồi Covid-19 đến, chúng ta buộc phải làm việc tại nhà. Chúng ta tập cho mình thêm những cái kỹ năng mới, cá nhân mình cũng cho mình thêm những kỹ năng mới, và các bạn cũng như vậy. Một cái câu hỏi được đặt ra đó chính là lực lượng lao động thời hậu Covid như thế nào. Chúng ta cần phải hiểu được về cái thị trường lao động của chính chúng ta đó, chúng ta sẽ đáp ứng được như thế nào đối với thị trường lao động đó. Và AFO cũng đã đem câu hỏi này và đặt ra cho vị khách mời, mà quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện về lực lượng lao động hậu Covid như thế nào nhé mọi người. So one of the things that I'd love to talk about is COVID-19. You know, how we've gone from, you know, going into the office to kind of just bring everything onto the digital front, right? Where do you see the workforce going post COVID-19? And you know, like what kind of digital skills do people really need to have nowadays? Well, it's a really good question, because obviously with COVID, you know, it's forced even our industry in education into a remote delivery mode. And to be honest, when it comes to COVID, I think that, you know, there's been sort of like a lot of concern, I guess, that that we've had to make that transition so quickly. But I think it's been fantastic, because ultimately the workforce is going to require those technical skills that students now are quite familiar with. Probably like everyone else, we live our life on virtual meetings and Zoom, and we know how to move between various devices. And so I think now students have become even more au fait and are more comfortable with that. And when we head into the workforce, this is going to be the reality. I must say, when I think about COVID and what it's done for education as well, is that, you know, we're able to transition very quickly in our industry to that remote delivery. But it's worked very well, obviously, for the theory-based activities, but still, there is still a need for that face-to-face practical experience. So when I spoke before about having those simulated work environments, you just can't replicate that in a virtual environment. I know there's been many, many advances, and we've been using virtual reality and all sorts of means to try and get around it. But ultimately, I think at the moment still, there's going to be a need for that practical delivery and assessment that still has to take place face to face. So at Chisholm, we continue to deliver through COVID by providing our theory through virtual means, but we have had to wait until allowed to bring students back on campus to actually do those practical skills as well. So I think in the workforce of the future, it's going to be a blend of both as well. There is obviously going to have to be that practical side of things, but also individuals will have to be comfortable in working like this.
That's great. You know, I think the blended model that you just mentioned for sure is the way of the future. Sometimes I feel like meetings are just faster, you know, if it's done online. And then knowledge can be accessed so much more easily now that there are courses that can be delivered online. But yes, that hands-on experience is, you know, is the kind of it's a kind of thread that ties in all of these knowledge to be able to allow somebody to work effectively, for sure. Yeah. As someone who's had a number of years of experiences working with Vietnamese people, what are some of the stories or memories that you have? Can you share a couple of some great ones and maybe some to be great ones? I guess from the point of view of the project that we just completed with DVET, and I'd mentioned we'd had the graduations in January, some of the really exciting news that we're hearing is some of our graduates have gone overseas, were able to get overseas before the borders closed. And one, for example, is working with the Royal Caribbean Cruise Lines out of America. So something that really probably would never have been in this student's mind as being possible until he went through the Australian qualification with Chisholm. So I think that's a really great one. And then I hear on the other side that there is many of the big companies like LG and Samsung and Foxconn that are based in Vietnam now, employing large groups of our graduates for their production plant or for their other facilities. And many of them indicating that those students have come in and are definitely quite distinct in that they've got this confidence, they've got English ability, and they've also got those problem solving and communication skills. That sounds really, really nice. And I'm also super happy to be able to hear. Mọi người đã thấy được tiếng của mình chưa? Rồi, các bạn ơi, sorry mọi người và cảm ơn từng bạn một. Cảm ơn bạn Trần Phương Nam, cảm ơn bạn Nguyễn Mai Hoàng, cảm ơn bạn Studio V, cảm ơn bạn Nguyễn Việt Dũng. Và các bạn, chúng ta thấy là rõ ràng đại dịch Covid-19 cũng đã khiến cho chúng ta nhận ra rằng nhiều khi mình phải xử lý tất cả nhiều thứ cùng một lúc. Đó, vừa phải theo dõi livestream ở trên YouTube, trên Facebook, rồi vừa phải điều khiển màn hình này, nhìn màn hình này, rồi nhìn máy quay, rồi rất là nhiều những cái nút bấm khác nhau. Bây giờ khi mà không có một cái crew sản xuất ở đằng sau mình, giống như là mình là ở đài truyền hình, thì mình sẽ phải làm tại nhà. Và khi mà không có nhiều người thì tất cả một người phải làm như thế. Cho nên là nhiều khi sẽ có những cái lỗi chỗ này chỗ kia, mọi người thông cảm ha. Ok, mọi người đã nghe được lại rõ chưa rồi đúng không ạ? Nguyễn Hoàng Mai nha, ok Nguyễn Hoàng Mai, anh xin được lội lên trên để chào lại từng người, bởi vì chúng ta đang thấy là cái không gian tuy là ảo nhưng mà các bạn đã dành tình cảm cho chương trình rất là thật và mình thực sự rất là cảm động cái đó. Xin chào bạn Lê Hiền, xin chào bạn Một Thời Ấn Sĩ, xin chào Nguyễn Quang Anh, xin chào Rowan, Trâm Nè, Zen, Khôi Ngô, xin chào các bạn. Các bạn đang hẹn nhau để tối mai vô và chắc là Sơn tham gia cùng với các bạn ha. Các bạn ta đang có những cái mưu đồ gì đó rất là dễ thương. Các bạn thân mến, có bạn hỏi là cái áo này ha. Áo này áo anh được tặng, anh cũng không biết là ở đâu á. Thế là số này là số 456. Đó. Áo là áo của cái cậu 456, mình cũng rất thích cái tính cách của cậu này. Còn các bạn thích tính cách của nhân vật nào nhất ở trong Squid Game thì có thể chia sẻ cùng với mình nha. Và như là mình cũng đã nói, Squid Game cũng là một trong những cái hiện tượng điện ảnh trên toàn thế giới. Mặc dù là ở một cái góc độ nào đó về giáo dục, mình nghĩ là đôi khi nó cũng
đưa ra nhiều quá những cái cảnh máu me, nhưng mà cũng là cái lời cảnh tỉnh để cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là những cái bậc phụ huynh mà có con nhỏ, thì khi mà cho xem con xem phim gì, hoặc là cái hệ thống kiểm soát phim ở trong nhà của mình, cái màn hình như thế nào thì cũng nên cẩn trọng. À, bởi vì phim này thực ra nó rất là bạo lực, nhưng mà nó cũng đưa ra một cái nhìn rất là đúng về thế giới trong tương lai. Đôi khi cuộc sống là một trò chơi, ai biết được. Đó thì bạn chọn thái độ sống như thế nào, băng lên phía trước hay là nhún nhường, hay là đi theo người khác, rất là nhiều cách sống đó. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thấy là Hàn Quốc cũng là một trong những cái quốc gia, đối với cá nhân mình nghĩ nó là một quốc gia rất là hay. Hàn Quốc cho chúng ta một cái chân dung của một cái quốc gia mà ở đó mọi người đều sẵn sàng lao động và lao động cực lực để tạo ra một cái tiêu chuẩn mới. Trong âm nhạc của BTS, Blackpink, nhiều khi mình không phải là một fan của nhạc Hàn đâu, nhưng mà họ làm quá giỏi đến mức mình không thể không biết đến những cái nhóm nhạc như vậy. Và nhiều khi mình cái bài gần nhất mình nghe là bài My Universe mà của Coldplay hát cùng BTS, thì rõ ràng cái phần hòa giọng của BTS hay quá. Mình lần đầu tiên mình nghe BTS từ những bài như là Dynamite thì mình cũng cảm thấy nó rất là catchy, và mình thực sự trân trọng những cái người trẻ như vậy khi mà họ đã tạo ra một cái hình tượng rất là hay. Và mình nghĩ là Hàn Quốc cũng làm những cái câu chuyện như vậy rất là giỏi. Rất là nhiều phim của Hàn Quốc, năm ngoái thì có Parasite, năm nay thì có rất là nhiều những phim của Hàn Quốc cũng giành giải quốc tế, và họ đã tạo ra một cái standard mới. Và ngay cả những cái đạo diễn, những nhà sản xuất như là Jong Woon-ho thì cũng sản xuất ra một những bộ phim rất là hay. Vậy thì đó là cái cách mà họ adaptation, là cái sự thích ứng, là một trong những thứ rất là hay. Và mình tụi mình đã cùng với lại Phoebe đã bàn về cái câu chuyện adaptation, và chúng ta sau Covid thì lực lượng lao động sẽ như vậy, thì chúng ta cần thêm những kỹ năng nào. Phần này rất là hay luôn, mình mong muốn là mọi người sẽ cùng thật là tập trung để theo dõi cái đoạn này, bởi vì đối với cá nhân mình khi mà theo dõi cái đoạn này thì mình cũng cảm thấy đây là một phần rất là ý nghĩa, đặc biệt là đối với những bạn mà đang chuẩn bị đi làm, hoặc là đang học cấp 3 lên đại học, hoặc là đang học đại học và chuẩn bị cho một cái hành trình sắp tới, thì chúng ta cần những kỹ năng gì khi mà chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường thời hậu Covid. Mời tất cả các bạn hãy cùng theo dõi tiếp tục nhé. The first question that I think that I definitely need to ask you is, what is an effective workforce? How would you define it? What are the qualities that encompass, you know, effective workers or an effective workforce? Sure, definitely. Look, I would sort of translate it into a competent workforce that not only have relevant technical skills, but also have what we often refer to as soft skills. So soft skills are often transferable skills, such as problem solving skills or communication, ability to work with others effectively. So I would suggest that in terms of an effective workforce, you can't just have one or the other. You really need to ensure that graduates have both in order to be work ready when they join the workforce. That's really interesting, right? We often talk about hard skills and soft skills like quite often. It's easily said than done, more easily said than done. What are some of the things that you think, you know, this generation of people that are just starting to enter the workforce, like what are they strong at, and maybe what are some of the development areas in both the soft and hard skills? Yeah, look, I think in terms of, and my experience, I guess, with Vietnam is that students have often graduated with perhaps theory-based knowledge only, and not necessarily the practical or hands-on skills that might be needed for the workforce. So in order to really be ready for the labour market, you need to have technical skills that are current and relevant for the industry. So just to give you some idea, I guess in Australia, our vocational sector works very closely with industry and generally has a communication line through an association, like an industry skills association. So I think when it comes to those technical skills, delivery in Australia is often competency-based training. So what we tend to do is deliver our training hands-on. So we might actually establish facilities that simulate workplaces. So for hospitality, we might have a mock restaurant or a kitchen, so that students really get that practice, because it's all about the practice and confidence. Build their confidence by undertaking those technical skills in an environment that's simulated, so not out in the real world just yet. And then I think, as I mentioned, those soft skills are really about building their ability to deal with the workforce, because there's so many things outside of technical skills that you need when you're in a workplace or in that environment. And an example of that is, say, communication skills. So their ability to learn how to ask questions
to critically listen to answers and then to analyze information and ultimately determine resolutions. So ultimately all of those packaged together, you know, hopefully builds a student's confidence so that when they work in the, you know, go out to employment and get their first job, that they've got all the necessary skills to be work ready, as we say, on day one. That sounds great. And I guess, you know, to all of the shy Vietnamese students or even, you know, people who are older than students a little bit, you know, I think this is definitely an opportunity for them to come out of their shell and practice some of these really vital skills. Thank you for sharing. Các bạn thân mến, mình đã quay trở lại đây rồi đây. Chúng ta đã vừa theo dõi một cái đoạn nói chuyện ở trong cái tập này. Đây là một tập mà mình rất là tâm đắc bởi vì là nói toàn là những cái thứ rất là hay. Đó là những cái kỹ năng mà chúng ta rất là cần, đúng không? Kỹ năng giao tiếp, làm sao để giao tiếp hiệu quả. Giao tiếp là gì ạ? Giao tiếp đó là cái sự nói chuyện qua lại, đúng không bạn? Đôi khi là nói chuyện trực tiếp, đôi khi là nói chuyện qua thư từ, đôi khi chúng ta giao tiếp thông qua một cái hình thức là chúng ta chỉ nghe thôi mà chúng ta không, tức là giao tiếp một chiều á, gọi là nếu mà chúng ta đọc báo thì chúng ta chỉ đọc thôi mà chúng ta không có thể phản ánh lại, tức là cái người viết không nghe được luôn lại. Tuy nhiên có những cách mà chúng ta có thể giao tiếp được luôn trực tiếp cùng với nhau, ví dụ là tôi đang nói và các bạn cũng có thể lắng nghe, đó cũng là một cách giao tiếp. Vậy thì hoặc là giao tiếp qua email, giao tiếp qua lời nói, làm sao để giao tiếp hiệu quả nhất ở trong cái môi trường này đó, để làm sao sử dụng cái công cụ để cho chúng ta giao tiếp thì cũng là một kỹ năng mà chúng ta cần phải học. Rồi. Và ngoài ra thì còn kỹ năng gì? How many episodes of this coach party thing you have you guys made? Tụi mình có tất cả là 22 tập trong mùa này. Và cho đến bây giờ thì tụi mình cũng đã đi đến tập thứ 16 rồi. Chỉ còn 6 tập nữa thôi là mình sẽ khép lại mùa này rồi. Cũng chia sẻ một chút xíu với mọi người. Đó là sau khi mà khép lại mùa 6 thì tụi mình sẽ có một cái mùa rất đặc biệt để gối ở giữa. Tụi mình gọi đó là mùa 7.5. Đó, mùa 7.5 là mùa nằm ở giữa mùa 7 và mùa 8. Mùa 7 thì với thông điệp về Shy with Australia cũng mang đến cho các bạn rất là nhiều những nhân vật khách mời rất là đặc biệt. Chắc là cũng phải đâu đó gần 100 khách mời đến từ rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Có CEO, rồi có nhà văn, rồi có cả bác sĩ, có rất là nhiều lĩnh vực khác nhau và chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những cái câu chuyện về rất là nhiều những cái majors. Và đồng thời với đó là những cái cảm hứng và truyền động lực. Và tụi mình lại còn được nghe những cái bài hát rất là hay nữa. Dự kiến là những tập sắp tới phần âm nhạc cũng rất là đỉnh cao nha. Và còn có xuất hiện của thêm một bạn ca sĩ mới, bạn ca sĩ nữ mới toanh. Gọi là mới thì cũng không hẳn là mới, bởi vì đây cũng là một gương mặt rất là quen thuộc của chúng ta. Các bạn hãy chờ đợi trong vài ngày nữa nha. Thì bạn Sơn Sirius là producer về sản xuất, về truyền thông sẽ chuẩn bị để release những cái thông tin đầu tiên về nhân vật nữ xuất hiện ở trong AFO Band đến từ thành phố Hồ Chí Minh này sẽ là ai. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi nha. Còn bây giờ, không tin được mình xem từ IELTS 8A đến AFO đã được 6 năm rồi. Nguyễn Hoàng Mai, có thể chia sẻ với mọi người thêm một chút thông tin của Hoàng Mai là Hoàng Mai hiện tại đang sinh sống hoặc là làm việc ở đâu và đang bao nhiêu tuổi, hoặc là có thể cho mọi người biết là đang làm công việc gì hay không. Mà theo dõi chương trình 6 năm thì cũng là một fan mà tụi mình cảm thấy rất là yêu quý. Cho nên là quyết định sẽ dành tặng cho bạn Hoàng Mai một món quà rất là dễ thương. Đó chính là cái túi của Alpha Shop và trên này có chữ Be The Miracle. Bởi vì tụi mình luôn luôn tin rằng đó chính là ở trong mỗi người sẽ có một cái ngôi sao. Và cái ngôi sao đó thì chỉ có mình bạn thấy thôi. Và nếu như mà bạn tin vào cái ước mơ của mình và sẽ cố gắng để cho mỗi một ngày của mình, cho chính bản thân bạn là một cái miracle, là cái điều kỳ diệu, thì bạn sẽ làm được mọi thứ. Cảm ơn bạn Hoàng Mai rất là nhiều vì cái tình cảm của bạn đã dành cho chương trình. Và Mai nhớ là PM cho Instagram của tụi mình nha, để tụi mình sẽ lấy thông tin và để gửi. Và cũng xin được trả lời với tất cả các bạn là đợt này tụi mình cũng đang bị thiếu nhân sự lắm để giải quyết những cái việc ví dụ như là gửi quà các thứ. Tụi mình đang phải sản xuất rất là nhiều trong những mùa này, cho nên là cũng có đôi khi các bạn chưa có gửi quà kịp cho các bạn, thì tụi mình cũng thành thật xin lỗi các bạn, mong là các bạn bỏ qua. Nhưng mà tụi mình nhớ là tụi mình sẽ ghi lại. Tụi mình có một cái hệ thống làm việc rất là khoa học. Ngày hôm qua thì anh cũng mới vừa vào và theo dõi cái hệ thống làm việc mà các bạn như là Quang, Vân, Sơn đã tạo nên một cái framework. Có nhiều bạn tạo nên một cái framework mà mình thấy ở trong đó rất là khoa học. Thì mình thấy đó là một cái kỹ năng mà mình cũng có thể học được. Cho nên là các bạn cũng như vậy. Và quay trở lại câu chuyện xin lỗi. Xin lỗi các bạn nếu như mà đã để cho các bạn chờ quà lâu, nhưng mà tụi mình sẽ không quên đâu nha. Cả các bạn mà đã PM tụi mình thì tụi mình cũng rất là biết ơn.
Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều và xin được chúc mừng cho một tiếng vỗ tay dành cho bạn Hoàng Mai đã giành được một cái món quà rất là dễ thương của chương trình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, tối nay thì tụi mình sẽ có một nhân vật khách mời nữa, nhưng mà mình vẫn đang chờ đợi bạn đó, vẫn chưa được vào. Nhưng mà thôi không sao, thì cũng tranh thủ thời gian này mình tâm sự với nhau từ vai trò của một người làm producer, là người làm sản xuất. Đối với chương trình thì mình cũng đã từng nghĩ là chắc là mình cũng hạn chế xuất hiện thôi. Nhưng mà sau đó thì Covid, và tụi mình muốn là sẽ có cái gì đó hàng ngày để cho mọi người xem. Và đội ngũ host thì đâu có thể mà có thể host ngày nào cũng được đó, cho nên tụi mình cũng cố gắng luân chuyển được cả host từ cả musketeer để đưa đến cho các bạn những cái bài giảng. Tí nữa sẽ có một bài giảng rất là hay về mảng writing, thì là một thứ mà mình để chuẩn bị bật mí với mọi người đó. Thì tụi mình cũng rất là mong muốn là sẽ có một cái cơ hội để giao lưu với các bạn nhiều hơn. Thì ngay cả bản thân mình cũng học được rất là nhiều thứ. Mình phải coi TikTok để coi setup chuẩn bị đèn đóm như thế nào, rồi thiết bị cũng bị fail mấy lần, rồi mạng cũng bị fail mấy lần, rồi thiết bị máy tính gadgets cũng bị fail rất là nhiều lần, rồi camera cũng bị fail chỗ này chỗ kia, ánh sáng chỗ này chỗ kia bị fail. Nhưng mà mình cũng học được rất là nhiều điều, rồi mình cũng học cách để sử dụng, làm sao để thao tác để có thể sản xuất tất cả mọi thứ đó. Thì cá nhân mình cũng cảm thấy rất là may mắn, bởi vì chính các bạn cũng là một cái động lực rất là lớn để push mình, để đẩy mình. Nếu mà mình không làm thì chắc là không ai coi nữa. Nó bây giờ cũng chịu khó làm rất là cực như vậy mà các bạn còn không coi nữa, cho nên là mình cũng cảm thấy buồn á. Ad ơi, ai là người viết kịch bản đấy ạ? Sẽ có hai người viết kịch bản, đó là mình và bạn Thanh Vân. Thì Vân là người chịu trách nhiệm chính về mặt kịch bản, mình thì đôi khi chỉ tham gia vào một số những cái đoạn thôi. Vân là người chịu trách nhiệm chính của mùa này ở cái phần biên kịch. Thì đây cũng thực sự là một cái thử thách rất là lớn với Vân, bởi vì Vân cũng đã trải qua mấy mùa từ vị trí đầu tiên, chắc là mình nghĩ là làm sắp hay gì đó. Sau đó thì bây giờ Vân trở thành một đồng sản xuất và phụ trách trên cái mảng kịch bản cũng như là quan hệ với khách mời á. Thì đây cũng là một nhiệm vụ rất là khó khi mà phải giao tiếp với rất là nhiều những cái khách mời khác nhau trong một tuần làm việc, và bất kể ngày hay đêm á, đôi khi mình nhận được những cái email lúc 3-4 giờ sáng bởi vì kịch bản lúc đó mới xong, thì tụi mình đang đẩy vào cái guồng đó. Thì cũng chia sẻ với các bạn như vậy, cho nên là đôi khi trong kịch bản có một vài câu hoặc là một vài đoạn nó hơi ngô nghê một chút xíu thì các bạn cũng bỏ qua, bởi vì chúng ta đều đang học và trưởng thành cùng với nhau, và chắc chắn là những phiên bản khác của cái kịch bản sau này của bạn Vân làm sẽ hay hơn, và chính bản thân mình cũng hay hơn, bởi vì ngày mai của mình luôn luôn tốt hơn ngày hôm nay mà, đúng không? Nghe hơi cliché nhưng mà đối với bản thân mình đó là một cái mà mình luôn luôn nhìn vào cái đoạn đường của mình để mình cố gắng hơn đó, để mỗi ngày của mình là một thứ huy hoàng. Nhất là như vậy, shout out to co-producer Thanh Vân, đúng rồi ạ. Không ngờ là chỉ bày tỏ bản thân là fan 6 năm thôi. Yêu IFO giả mà. Đôi khi những tình cảm như thế này khiến cho mình rất là xúc động. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thực ra tên của bạn này cực kỳ khó đọc luôn. Một họa sĩ ẩn. Em sợ người ta xem tiếng Anh trên TikTok thì không hiệu quả. Ad nhớ phản hồi em với nha. Em cảm ơn Ad nhiều lắm nè. Đây là lời nhắn gửi dành cho các bạn ở bên team truyền thông, thì nhớ trả lời cho bạn Trâm nè nha mọi người. Worldwide Radio đã tăng lên rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại cùng với cái câu chuyện mà mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là tụi mình sẽ chuẩn bị có một cái khóa học IELTS Online, vì cũng muốn làm cho mọi người một cái khóa chỉnh chu. Năm nay là năm thứ 6 tụi mình lên sóng rồi, cũng là một chương trình đầu tiên về IELTS ở Việt Nam. Đến bây giờ thì cũng đã được 6 năm, thêm rất là nhiều thứ mới, thêm nhiều thành viên trong gia đình, thêm nhiều chương trình mới, thêm nhiều hạ tầng mới. Và cứ mỗi một lần thêm hạ tầng mới là một lần tham vọng để làm được cái gì đó để chạm được đến mọi người và để cùng với mọi người trong cái hành trình đồng hành học tiếng Anh và khám phá tri thức, khám phá ngoại ngữ. Và bây giờ thì tụi mình có rất là nhiều phiên bản khác nhau, từ IFO Junior dành cho học sinh cấp 2, rồi IFO Student sắp tới nữa dành cho các bạn đang chuẩn bị apply vào trường đại học hoặc là học nghề gì đó. Đó thì những cái kỹ năng nào cần thiết cho các bạn thì đó sẽ là phiên bản của IFO mùa 8. Và tụi mình có một cái mùa là mùa 7.5 ở giữa. Thì cái mùa 7.5 đó là một mùa mà riêng dành cho IELTS. Sẽ có tất cả là 8 tập phát sóng. Các bạn sẽ thấy 4 tập ở trên truyền hình, nhưng mà thực ra nó là 8 tập. Chúng ta sẽ theo dõi 2 tập mỗi tuần ở trên YouTube. Thì tụi mình sẽ mang đến cho các bạn những cái nhân vật rất là truyền cảm hứng ở trong mạng tiếng Anh. Ví dụ như là Hannah Alexis nè, rồi cả những cái nhân vật nổi tiếng nữa, diễn viên, rồi ca sĩ.
họ sẽ lần đầu tiên chinh phục IELTS như thế nào. Tụi mình sẽ mang lại cái mùa 8 IELTS, mùa đầu tiên ở trong một cái phiên bản mới, một diện mạo mới, tươi mới hơn, dễ thương hơn. Các bạn sẽ chờ nha. Và mùa này tụi mình cũng giới thiệu một cái khóa học ở trên một cái nền tảng cũng rất là quen thuộc với mọi người. Đó chính là nền tảng Học Mãi. Tụi mình vẫn đang trong giai đoạn gấp rút để chuẩn bị những cái phần ghi hình cho bài giảng cuối cùng. Mình gọi là phần ghi hình cho bài giảng vì đây là những cái phần ghi hình bài giảng online, và các bạn có những cái công cụ hỗ trợ để các bạn có thể học trên nền tảng này. Và chắc chắn là sẽ có những cái thông tin về promotion sớm thôi, tức là early bird khi mà đăng ký thì sẽ được giảm giá nhiều, ví dụ như vậy. Bên Học Mãi sẽ gửi cái thông tin marketing này sớm cho tất cả mọi người thôi, nhưng mà chính thức là tụi mình sẽ có một khóa học cùng với nhau. Và ở cái khóa học này thì tụi mình sẽ có cơ hội là tụi mình sẽ được gặp gỡ với hai Musketeer mới phụ trách những cái bài giảng ở trong cái khóa học này, và đồng thời cũng là hai Musketeer mà sẽ xuất hiện và giao lưu với chúng ta rất là nhiều trong thời gian tới, và sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn ở trong những cái group của tụi mình đang có, đó là group Học IELTS Không Khó, group Study UK 101 đó, và group IFO Classroom. Đó là những cái group tụi mình đang có, Study UK 101 nữa đó. Và ở trong những cái group này thì sẽ có những cái câu hỏi các bạn đặt ra, và hy vọng là năm nay thì các bạn sẽ thi IELTS nhiều hơn, bởi vì sắp tới mở cửa trở lại rồi, cho nên là chúng ta sẽ, ai mà có nguyện vọng đi du học thì chắc chắn là sẽ chuẩn bị hành trình của mình thôi, chuẩn bị tất cả mọi thứ thôi. Mình cần bao nhiêu thời gian để đi những để set một cái hành trình như vậy đó, thì tụi mình sẽ có một cái mùa chuyên về IELTS dành cho các bạn, và chắc chắn là các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái phần speaking sample, speaking mock test sẽ xuất hiện trong rất là nhiều những cái tập sắp tới của tụi mình, bởi vì tụi mình mong muốn cái mùa này sẽ là một mùa mà thực sự là thiện chiến dành cho những cái bạn thi IELTS. Và ngoài ra thì còn có những cái thông tin lần đầu tiên mà được Hội đồng Anh công bố đối với những cái chính sách thi IELTS ở tại Việt Nam, cũng như là những cái gói mới của Hội đồng Anh, những cái gói rất là hay luôn, miễn phí hoàn toàn luôn dành cho các bạn đã học thi. Thì các bạn sẽ chờ đợi trong cái mùa 7.5 nha. Tụi mình sẽ dự kiến phát sóng trong vòng một tháng tới thôi, tụi mình đang gấp rút để chuẩn bị rồi. Và quay trở lại cùng với câu chuyện của hai Musketeer mới, thì các bạn hãy thử comment cho mình biết là các bạn đoán là Musketeer là nam hay là nữ trong hai người đó, hay là hai người nữ, hay là hai người nam, hay là một nam một nữ, hay là một người nam một người nữ. Rồi ok, anh sẽ được phép đọc những cái comment của mọi người nha. Hùng Nguyễn, oldest educational program about IELTS in Vietnam, chính xác rồi. Bằng trăm nè, lớp IELTS so much. Thế cấp 2 đủ sức học khóa cấp 3 thì sao ác. Bạn Danny Phạm, không biết Danny Phạm là ai, nhưng mà ngày xưa tụi mình có một bạn photographer cũng rất là gắn bó với lại show, là bạn Danny Phạm, là bạn Doãn Tuấn, Phạm Doãn Tuấn. Có cả diễn viên siêu đẹp trai, đúng rồi, chính xác, tụi mình có cả một diễn viên siêu đẹp trai và nói tiếng Anh siêu hay luôn. Bình thường mình hay nghe bạn nói tiếng Thái thôi chứ chưa bao giờ nghe nói tiếng Anh, nhưng mà bạn này nói tiếng Anh hay lắm, các bạn cứ chờ xem. Han Alexis luôn, host Tùng Đặng inspire em nhiều lắm. Bạn Đặng Trường Tùng cũng là một trong những trường hợp rất là đặc biệt, và mình cũng rất là quý bởi vì cái sự chân thật và trung thực của Tùng. Tùng có một cái loyalty, một cái sự trung thành rất là lớn đối với những cái thứ mà Tùng làm, đối với những cái việc mà Tùng đang cống hiến. Ví dụ như là bạn đã làm về IELTS là bạn đã thực sự đam mê với nó luôn, và các bạn yêu ai cũng yêu rất là chân thành. Đúng là như vậy. Hy vọng rằng tụi mình sẽ bring nhiều cái góc cạnh của Tùng hơn, và bật mí với các bạn là trong mùa 8 này thì Tùng sẽ xuất hiện trong một vai trò mới, không phải mới mà là quay trở lại cùng với vai trò của một host của IFO on the go. Và tụi mình cũng đã có sẵn danh sách list của những trường đại học, những thứ hay ho mà tụi mình sẽ cần phải khám phá ở cả Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là các bạn fan ở những cái vùng đó hãy chuẩn bị sẵn sàng nha, biết cái thứ gì hay ho thì giới thiệu cho tụi mình nha. Một vài bật mí nhỏ nhỏ như vậy, ví dụ là các bạn ở khu vực DAV và FTU gần với nhau á, thì tụi mình sẽ có một tập ở khu vực đó, ăn cái gì ngon rồi làm cái gì vui ở đó, rồi ở khu vực đó thì có cái thứ gì hay ho đó. Sau khi mà mấy năm trước thì có quán bánh mì Anh Đẹp Trai, thì có bây giờ cái quán nó còn không, hoặc là những thứ gì hay ho có thể update cho tụi mình ở cái vùng đó, cái khu đó, những cái câu chuyện cảm động ở ngõ hẻm đó cũng được, thì tụi mình sẽ cần đó làm một cái chất liệu để cho tụi mình đem vào trong show của mình trong mùa 8. Các bạn chuẩn bị nha. Rồi, anh ta đã xuất hiện nhiều nhiều nha. Cảm ơn Hiếu Võ, cảm ơn Vân Min. Vân Min là chị Vân, producer đó mọi người. Em hổng lắm luôn, có chị Hana, Alexis, dễ thương, luôn ủng hộ đội ngũ ad. Cảm ơn bạn Trần Phương Nam, cảm ơn bạn Study with Viz. Ok, một nam một nữ. Một nam một nữ rồi, chính xác. Theo các em thì tối nay tụi anh sẽ có, sẽ giới thiệu nhân vật nam hay là nhân vật nữ đây? I never have a chance to interact with the show like this. I've always hands down the only reason why I still turn on the TV this day. Thank you Việt Dũng Nguyễn, it's really touched.
Rất là cảm động. Bạn Việt Dũng lại làm cho mắt mình muốn khóc rồi nè. Dễ thương quá. Cảm ơn bạn Dũng. S3 cũng chưa được sneak luôn, nhưng đáng là một nam một nữ. Thanks so much. À, em những viên biết ai rồi, nó được tiếng Thái cả. You got married at 23, 24, I think. From Thanh Hóa with love. Hello Dana G. Anh thấy thầy Tùng với cả anh Tadale có điểm gì giống nhau khiến người ta yêu quý lắm. Trời ơi, em lại làm anh khóc rồi. Tùng Thi vote cho Hannah Alexis và Tùng Đặng. Đúng, dễ thương đúng không? Tụi mình còn đem lại những... À, một điểm nữa chưa khoe với các bạn nữa là tụi mình sẽ đem đến cho các bạn những cái nhân vật mà thắng giải IELTS Prize từ rất là nhiều nước trên thế giới luôn. Có những nhân vật rất là cá tính luôn, các bạn đã chia sẻ với các bạn, đó đều là những bạn mà có điểm IELTS rất là cao luôn, từ là 8.5, 9 chấm không á. Từ nhiều nước khác, Đài Loan nè, Hồng Kông nè, Hồng Kông Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, đến từ Singapore, đến từ Thái Lan, đến từ Myanmar, đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rất là nhiều bạn khác nhau sẽ cùng với chúng ta có một cái phần có tên là Meet the Top Scorer là cái phần rất là hay. Thì mình sẽ đến và gặp những cái bạn nhân vật đó và cùng sẽ kết nối và chia sẻ cho chúng ta cái bí quyết của họ về IELTS là gì. Rồi, AFO về Học viện Ngoại giao đi ạ. Chắc chắn rồi, về Học viện Ngoại giao rồi. À, chúc mừng Hùng Nguyễn. Hùng Nguyễn là một bạn fan rất là dễ thương của chúng tôi cũng mấy năm rồi ha Hùng ha. Và Hùng là đến từ Nghệ An, và năm nay thì chúc mừng Hùng cũng đã giành được ước mơ của mình, đó chính là vào Học viện Ngoại giao. Tụi mình nói với nhau là Học viện Ngoại giao là một cái trường mà cạnh tranh nhiều nhất với FTU cũng như là trường báo chí về lượng các bạn ở trong AFO crew. Các bạn ở trong Học viện Ngoại giao rất là nhiều và xuất hiện trong rất nhiều vị trí luôn nhá, từ vị trí các bạn host như là Khánh Vi chẳng hạn, cho đến các bạn producer, các bạn co-producer như là bạn Thanh Vân, bạn làm biên kịch đó, và bạn Sơn Sirius cũng là học trường ngoại giao, luôn bạn Linh Trình phụ trách về mặt thiết kế cũng như là video, cũng là học ở trường ngoại giao luôn. Và bạn Lê Hoàng Thanh Tú học trường ngoại giao luôn, bạn Thảo học trường ngoại giao luôn. Rất là nhiều những bạn khác nhau, những cái khác nhau. Rồi thầy Lê Khánh Minh cũng học ngoại giao nè. Rồi ngày xưa thì tụi mình có bạn photographer tên là bạn Danny Đặng, tức là bạn Đặng Thái Duy ấy, bây giờ là thầy Danny của mọi người đó, thì cũng là sinh viên của trường ngoại giao. Và bây giờ thì có bạn Hùng Nguyễn nữa, chắc chắn sẽ ghé ngoại giao đến VNU nữa. Đúng, ok, sẽ đến cả VNU. Ad gửi quà cho em nhá. Một lần nữa sẽ xin lỗi bạn Hồ Cường. Hồ Cường là từ bên Facebook qua bên này luôn nè. Sơn ơi, Sơn nốt lại nha, sẽ gửi quà cho bạn Hồ Cường nha. Liệu Tùng Đặng sẽ trở thành ad không nhỉ, là sao em? Anh không hiểu ý của bạn một họa sĩ ẩn. Trip về Quảng Ngãi không? Ad dành một tuần giới thiệu luôn. Ok. Anh cũng muốn được về Quảng Ngãi lắm, bởi vì rất là tò mò không biết là cuộc sống của một cậu sinh viên cấp 3 Lê Thạc Quảng như thế nào. Nhưng mà cũng dành rất là nhiều tình cảm cho chương trình. Hầu như là tối nào mà anh online cũng thấy Quảng hết, cho nên là anh cảm thấy rất là cảm động. Nam, nữ, tối nay là một nhân vật nam hay nữ? Thanh Hóa à? Ủa, có hai bạn Hùng nha, xin lỗi Hùng, nhưng mà anh nhớ đúng là Hùng đã từng lên sóng của chương trình của tụi mình. Anh là một người có trí nhớ không tốt lắm, nhưng mà nhiều khi anh cũng tự hào về trí nhớ của mình lắm. Nhưng mà anh nhớ là Hùng đã từng lên sóng chương trình một show mà bữa đó là tụi mình làm premiere party, opening party trong mùa 7 đúng không? Và Hùng tham gia đúng không? Anh nhớ mang máng vậy. Nhưng mà anh nhớ là có hai bạn cùng là Hùng Nguyễn luôn. Một là Facebook, hai là YouTube, nhưng mà không biết là có bị mix với nhau không thì anh không rõ lắm. Nhưng mà hai bạn, một bạn là Nghệ An, một bạn là Thanh Hóa, mà chắc chắn là các bạn là anh vẫn nhớ rồi. Rồi ok, báo chí điểm danh. Đúng rồi, bạn Như Dương là một bạn của báo chí và cũng là một thành viên rất là mới của Apple Crew. Anh rất là cảm động khi mà thấy Nhi xuất hiện cùng với mọi người ở trong phòng dựng. Nhi với lại Mile xuất hiện ở trong phòng dựng và cũng tham gia rất là nhiệt tình và bắt đầu học được thêm rất là nhiều kỹ năng. Anh rất là welcome các bạn đang đến với gia đình Apple Crew và làm rất là nhiều vị trí. Nhưng mà một điều phải nhớ, đó chính là làm gì thì các bạn cứ làm bằng thật là nỗ lực, bằng trái tim của mình á. Bởi vì anh thấy là thực ra có nhiều bạn sẽ chọn làm collaborator, làm cộng tác viên cho nhiều chỗ khác nhau, dự án này, câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia. Nhưng mà cá nhân anh nghĩ là nếu mà chỗ nào mình làm với cái tình yêu rất là lớn của mình thì mình phân phối sức dành cho nó thì mình sẽ đạt được cái trái ngọt ở cuối cùng. Anh vẫn nhớ cái thời gian mà Vân hoặc là các bạn như là Sơn, mặc dù đến thi học kỳ nhưng mà vẫn làm rất là say mê. Anh nghĩ đó là một cái tình yêu rất lớn. Sáng nay anh vừa mới chia sẻ với Phoebe sau cái buổi ghi hình. Trời, nhân vật khách mời sáng nay cũng hay lắm đó mọi người, chồng chị Hồng Ánh, diễn viên. Thì sau buổi ghi hình anh cũng có chia sẻ với lại Phoebe, anh cũng nói với Phoebe là thực ra làm sao để cho những cái người làm việc với mình á, để cảm thấy họ yêu chương trình và yêu mình, thì đó là cái thứ quý giá nhất. Làm sao để làm được cái đó.
Và anh nghĩ nó là một trong những cái thực tế mà mình đang phải đối mặt, đúng không? Làm sao để tôi yêu công việc của tôi thì làm sao để vượt qua được những cái rào cản đó? Tôi thấy học cái này khó quá, tôi thấy làm cái kia khó quá, thì làm sao để yêu được nó thì là một câu chuyện không dễ. Tụi mình cũng cố gắng để làm tất cả những cái thứ này để có thể truyền động lực cho các bạn, vì tụi mình biết là đôi khi các bạn thích những thứ 30 giây story ngắn ngắn hơn thôi. Làm sao để xem một show dài, mình cũng vẫn cố gắng nhẫn nại để cố gắng lên sóng đều đặn hơn mỗi tối để nói chuyện với các bạn, đôi khi truyền động lực cho các bạn và đưa cho các bạn thêm nhiều những kỹ năng mới, cũng như là để cùng với các bạn nhìn lại một chặng đường, cũng như là thêm được những cái kiến thức về cái này cái kia. Tối nay thì tụi mình sẽ dành buổi tối dành nói về IELTS rất là nhiều. Ở phía sau mình vẫn đang chờ kết nối với lại thầy giáo. Tối nay sẽ được giới thiệu với mọi người sẽ là một nam giảng viên của tụi mình, mà thầy giáo đang có một vài việc bận cho nên nãy giờ mình vẫn đang câu giờ chút xíu. Rồi, bạn Nenny G, cố lên bạn, cố lên. Rồi mình đang quay trở lại. Ok, báo chí STU, hy vọng là sẽ được gặp em trong tương lai. Hùng, nếu mà có điều kiện, Hùng, anh nhớ là Hùng như là anh nhớ mang máng là anh đọc một cái story nào đó Hùng chia sẻ là Hùng vào khoa tiếng Anh đúng không? Tiếng Anh của trường FTU đúng không? Của trường DAV đúng không? Rồi, em cũng muốn có quà, em đã từng được nhận IFO Party Night Show ở Zoom. Đúng rồi, anh nhớ Hùng rồi mà, anh vẫn nhớ giọng của Hùng luôn. Mặt dễ thương, lần đầu xem live của IFO Shop. Hello Tống Linh, hello Trâm Nè, hello bạn Nguyễn Thi Phan, Nhi Dương, Hi Bác. Đó thì mình nghĩ là các bạn tập trung vào cái đó thì các bạn sẽ cảm thấy là mình làm cái đó nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Có cái cuốn mình đọc là cuốn nghệ thuật tập trung. Cuốn này rồi mình có cho chia sẻ với Vân đọc cùng luôn. Thì mình thấy cuốn này rất là hiệu quả, nó dạy cho chúng ta những cái cách làm sao để nâng cao năng suất làm việc, tối ưu thời gian, hiệu quả một cách bất ngờ. Đó chính là khi mà mình tập trung làm việc bằng cái gì đó thì mình sẽ cảm thấy là cái năng lượng của mình nó tập trung đúng chỗ, giống như là cái kim nó xoáy vào cái chỗ đó. Và Trâm ơi là Trâm, em là một fan rất là lâu năm rồi mà em cứ vô em chọc anh như vậy, hát chào em mấy lần luôn. Không phải chứ mình anh đâu nha, mà chín ad khác, anh là một trong chín ad đó, các ad khác cũng đều nhớ em, mà nhớ từng bạn luôn, cho nên là mỗi bữa mà ví dụ là vô Facebook mà không thấy Lê Thạc Quảng vô thì cũng thấy buồn bên đó, hoặc là vô bên YouTube mà không thấy Gen thì cũng thấy buồn đúng không? À, bên Facebook thì Gen nó tên là Phạm Ân, bên còn YouTube nó tên là Gen đó, kiểu vậy đó. Nhiều khi các bạn rất là nhiệt tình nhưng mà không hiểu sao dạo này Facebook tương tác nó thấp quá. Cho nên là tụi mình cũng đang cố gắng là một là điều chỉnh các cái thứ tụi mình đang làm cho nó hiệu quả hơn. Nhưng mà đến bây giờ vẫn có các bạn vẫn theo dõi tụi mình đến gần hơn tiếng đồng hồ rồi thì cũng rất là quý. Thì các bạn xem như tụi mình là những người trong gia đình để có thể chia sẻ những cái thứ buồn vui với nhau đúng không? Rồi, Ad nhớ em ạ, cảm động quá, nhớ cho em. Anh ơi chị tip speaking đi ạ. Ok, bạn Lê Quốc Bảo, tip speaking, cụ thể anh muốn hỏi speaking về cái gì? Thật ra anh cũng đã từng đi thi IELTS đâu đó 2 lần. Và cũng ít khi mà chia sẻ với mọi người là hồi đó mình cũng mình đã từng chia sẻ trong một cái show ở một cái IELTS Fair. Chia sẻ với mọi người là năm sau thì mình sẽ làm lại IELTS Fair với bên Hội đồng Anh, và tụi mình sẽ tổ chức một cái kỳ IELTS Fair tưng bừng luôn và hứa hẹn là sẽ rất là hấp dẫn với mọi người. IELTS Fair sẽ làm trực tiếp ở tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng là năm sau mọi thứ nó sẽ ổn để cho tụi mình sẽ được gặp nhau trực tiếp. Nhưng những bạn nằm ở miền Trung thì về Đà Nẵng gặp tụi mình chắc là sẽ bring cả Khánh Vi, cả Tùng, cả Phoebe, cả Thảo Tâm và mọi người nó lên cái IELTS Fair đó cùng với tụi mình, và tụi mình sẽ có một buổi giao lưu với mọi người tưng bừng ở tại các cái tỉnh thành như là mình vừa mới kể trên. Hy vọng là năm sau thì mọi thứ nó yên bình nha. Trộm vía. Rồi, em muốn chị tiếp speaking là gì? Năm nay không có em, tại vì năm nay hình như là bên Hội đồng Anh muốn là làm một cái trực tuyến, nhưng mà anh cũng vẫn đang chờ. Rồi, dịch Covid làm bỏ lỡ nhiều thứ. Ad chia sẻ về writing, ngày hôm nay sẽ có cả writing, có cả speaking. Tụi em muốn cái gì có cái đó luôn. Thì Ad vẫn đang cố gắng chờ bạn Musketeer mới của chúng ta đang chuẩn bị join với tụi mình. Chờ thêm một chút xíu. Cái tip mà gặp topic khó của part 2 và part 3 thì cái này thực ra cũng đã nói rất là nhiều rồi. Thì những cái kỹ năng ví dụ như là bẻ lái thì thầy Tùng cũng đã nói rồi. Thì đối với cá nhân anh thì anh thấy cái bài thi speaking á, nó giống như là một cái cơ hội để cho mình nói chuyện hay là mở lòng với một ai đó.
Nó thực sự là một cái cơ hội mở lòng á. Các bạn nhìn cấu trúc nó y chang một cái kiểu mở lòng với nhau á. Bắt đầu luôn luôn là những cái câu hỏi nó rất là chung chung và rất là dễ, mà không có khiến cho người ta rơi vào tình thế khó. Nó khiến cho người ta rơi vào một cái trạng thái tâm lý là tôi sẵn sàng để nói chuyện tiếp với bạn rồi. Tôi đã bắt đầu mở mở chút xíu ra rồi đó. Ví dụ như là hỏi là thời tiết nay như nào đó, hoặc là nói về cái màu sắc mà bạn ưa thích, hoặc là nói về cuốn phim bạn yêu thích. Ví dụ như vậy, những thứ mở mở lòng rất là nhẹ nhàng. Đến phần 2 thì tụi mình có thời gian để chuẩn bị. Đó, cái hay là ở chỗ đó đó, bài thi speaking nó cũng giống như là cách chúng ta luyện trong cuộc sống vậy á. Đôi khi không phải là cái gì tụi mình nói là tụi mình nói ra luôn. Đôi khi tụi mình phải có một bước lùi lại để chuẩn bị. Và cái bước chuẩn bị này á, nó chính là thể hiện trong cái bước mà các bạn note down những thứ các bạn sẽ cần nói trong bài thi IELTS. Và sau đó thì các bạn trải lòng và các bạn gọi là độc thoại đó. Cái thứ rất là hay mà mình vẫn nhớ, bắt đầu từ mùa đầu tiên gọi là 8 IELTS tụi mình cũng mang vô. Và tụi mình nói với nhau là mình chắc chắn là phải có một cái monologue. Bởi vì là làm sao để có thể nói chuyện dài đến như vậy, trong khi một cái văn hóa của người nước ngoài là cái gọi là stand up comedy, tức là hài độc thoại á. Sắp tới mình cũng có nhân vật hài độc thoại Sài Gòn Tếu tham gia cùng với tụi mình á. Khi làm sao để có thể nói được lâu đến như vậy mà khiến cho người ta theo dõi được như vậy, làm sao để thu hút được người ta như vậy, thì đó cũng là một nghệ thuật, đúng không? Và tụi mình đều mong muốn sẽ trở thành những người như Khánh Vy đó. Thì những cái thứ nhỏ nhỏ như vậy là những thứ mà đang xây nên từ cái speaking part 2 các bạn đó. Các bạn cần phải có một cái monologue đủ hay, đủ ấn tượng, cao trào làm sao, kết dính với nhau như thế nào. Và ở phần 3 là cái phần mà để cho cuộc chuyện nó, cuộc nói chuyện nó sâu hơn, người ta hiểu rõ hơn về mình, và mình đưa ra cho người ta nhiều hơn thông tin về những cái mà mình đã vừa mới nói đó. Thì về cơ bản speaking part 1, part 2, part 3 nó là ba chất kết dính trong một cái bài nói, và nó cũng giống như là cách mà chúng ta bắt đầu một cuộc nói chuyện với người yêu chẳng hạn. Thì chúng ta đều có ba cái kiểu như vậy. Thì đối với cá nhân mình nghĩ, việc đầu tiên là các bạn sẽ cần phải có những cái thứ cơ bản nhất để chuẩn bị cho một bài nói của mình. Một, đó chính là vocabulary, đúng không? Là về từ vựng. Thứ hai là accent. Mình nghĩ accent là một thứ rất hay. Accent đó nó thể hiện cá tính của mình. Đến một lúc nào đó, ví dụ như là tại sao bạn Lê Khánh Minh bạn lại dùng British accent, tại sao Phoebe Trần lại thích American accent, rồi cái giọng của Michael Lưu Cố nói British accent nhưng mà thực ra bạn nó sống ở Úc, ví dụ là như vậy. Thì cái accent đó nó thể hiện, nó giống như là một cái thứ để định danh người ta vậy đó. Tôi yêu văn hóa này, tôi có cái sự kín đáo của văn hóa này, tôi có sự cởi mở với văn hóa này, ví dụ như vậy. Thì accent nó thể hiện cái cá tính của mình như vậy, mình nên để sau. Nhưng mà đối với cá nhân mình, accent nó quan trọng. Rồi cái intonation, cái sự nhấn nhá trong câu, đúng không? Và để mình phải hiểu về cả cấu trúc ngữ pháp, tất cả mọi thứ, làm sao để có những cái câu phức tạp để cho nó hay, để cho nó uyển chuyển, để nó kết nối với nhau. Đó, ngữ pháp nó có những cái gì và tại sao ngôn ngữ nó có những cái thành tố như vậy, nó đặt ra đó để nó đạt được cái mục đích về ngôn ngữ là để cho mọi người hiểu nhau. Mình phải sắp xếp nó một cách rất là hay và uyển chuyển. Các bạn phải học thêm cả kỹ năng này nữa. Vậy thì còn cái thứ còn lại đó chính là cái thứ để mình có thể gột mình đắp vào trong đó, mình có cái khung xương mình đắp vào đó, thì nó là gì? Nó là gì ạ? Tụi mình đang nói với nhau rất là nhiều, đó chính là kiến thức. Kiến thức đạt được bằng cách nào? Mình có thể nghe, mình có thể xem, mình có thể đọc. Đó, thì đối với cá nhân mình thì mình luôn luôn dành lời khuyên để chúng ta có những thứ bền vững hơn là những cái tips. Những cái tips thì các thầy chắc chắn sẽ có rồi, thì mình cũng sẽ không chia sẻ. Nhưng mà mình luôn luôn muốn được chia sẻ về những cái thứ bền vững hơn. Nghe nó hơi cao siêu, nhưng mà mình cũng muốn là tranh thủ thời gian. Các bạn đang chờ thầy nói về IELTS, thì mình cũng nói về IELTS theo cái góc nhìn của mình, từ vai trò của mình là một người luôn luôn khao khát trở thành một công dân toàn cầu từ lúc mình còn trẻ. Và bây giờ thì mình cũng more or less là mình đã nhận diện được cái đó. Và trong những tập tiếp theo của IELTS Face Off và của IFO Nightly Show mùa 7 này thì sẽ là câu chuyện về thành công. Các bạn sẽ được nhận diện thành công ở rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau. Có những người họ thành công từ thất bại, có những người mà họ đi đến chặng đường này họ vẫn chưa thấy họ thành công. Còn có những người thì họ thành công khi nhìn thấy thành công từ những cái thành quả của người khác. Thì đó cũng là một trong câu chuyện mà chúng mình sẽ đạt được trong cái phần này. Em thấy mấy cấu trúc ở đội tuyển chỉ áp dụng khi giao tiếp, chính xác. Giao tiếp thì đối với cá nhân anh nghĩ là nó đến từ cái việc là mình hiểu nhau và làm sao để đạt được một cái mục tiêu giao tiếp một cách hiệu quả nhất. Thì bài IELTS nó là như vậy. Còn cái việc mà đắp lên hồ nó thì các bạn có thể tham khảo từ rất là nhiều nguồn. Ví dụ từ mỗi một tập nói về cái này cái kia thì các bạn đều có một kiến thức mà. Ví dụ là bây giờ mình sẽ mời các bạn xem lại về cái phần đó là những cái kỹ năng quan trọng cần có. Một lần nữa chúng ta sẽ soi rọi lại, và một lần nữa thì các bạn cũng sẽ thấy được là khi mà chúng ta có được những cái từ vựng ở những cái phần đó, mình học được cái cấu trúc đó khi mà Phoebe nói, mình học được cái cấu trúc đó, mình liệt kê làm thế nào để cho nó hay. Đôi khi mình xem, mình sẽ bấm pause lại ở giữa đó và mình practice, mình nói thử, mình thử cho các bạn nghe nhé. First question that I think that I definitely need to ask you is, what is an effective
workforce. How would you define it? What are the qualities that encompass? Đó. Các bạn có thể dừng lại ở đây, quality of being converse. Ví dụ như vậy, mình cố gắng mình nói theo cái tonation của Phoebe, mình cố gắng mình practice, mình thử theo kiểu Phoebe có được không? Đó, thì đó là một cách rất là hay để các bạn có thể nó sẽ bắt đầu tự động nó nhập vào trong bạn lúc nào không hay nha. Các bạn thử xem tiếp nha. You know, effective workers or an effective workforce. Sure, definitely. Look, I would sort of translate it into a competent workforce that not only have relevant technical skills, but also have what we often refer to as soft skills. So soft skills are often transferable skills such as problem solving skills or communication, ability to work with others effectively. So I would suggest that in terms of an effective workforce, you can't just have one or the other. You really need to ensure that graduates have both in order to be work ready when they join the workforce. That's really interesting, right? We often talk about hard skills and soft skills, like, quite often. It's easily said than done, more easily said than done. What are some of the things that you think, you know, this generation of people that are just starting to enter the workforce, like, what are they strong at? And maybe what are some of the development areas in both the soft and hard skills? Yeah, look, I think in terms of, and my experience, I guess, with Vietnam is that students have often graduated with perhaps theory-based knowledge only and not necessarily the practical or hands-on skills that might be needed for the workforce. So in order to really be ready for the labour market, you need to have technical skills that are current and relevant for the industry. So just to give you some idea, I guess in Australia, our vocational sector works very closely with industry and generally has a communication line through an association, like an industry skills association. So I think when it comes to those technical skills, delivery in Australia is often competency-based training. So what we tend to do is deliver our training hands-on. So we might actually establish facilities that simulate workplaces. So for hospitality, we might have a mock restaurant or a kitchen, so that students really get that practice, because it's all about the practice and confidence. Build their confidence by undertaking those technical skills in an environment that's simulated, so not out in the real world just yet. And then I think, as I mentioned, those soft skills are really about building their ability to deal with the workforce, because there's so many things outside of technical skills that you need when you're in a workplace or in that environment. And an example of that is, say, communication skills. So their ability to learn how to ask questions, to critically listen to answers, and then to analyze information and ultimately determine resolutions. So ultimately, all of those packaged together, hopefully builds a student's confidence so that when they work in the, you know, go out to employment and get their first job, that they've got all the necessary skills to be work ready, as we say, on day one. That sounds great. And I guess, you know, to all of the shy Vietnamese students or even, you know, people who are older than students a little bit, I think this is definitely an opportunity for them to come out of their shell and practice some of these really vital skills. Thank you for sharing. Các bạn thân mến, vừa rồi thì tụi mình cũng đã vừa theo dõi trở lại cái đoạn đó, và bạn có thử áp dụng cái cách mà mình vừa nói không? Tụi mình có thể thấy được là những cái từ khóa rất là hay, và cái việc học nói làm sao để cho nó hiệu quả nhất chính là bằng việc các bạn xem nhiều và các bạn nhớ được những cái cấu trúc đó. Có rất là nhiều những cái bạn fan của chúng tôi, các bạn xem cái đoạn đó, các bạn nhớ cái phút đó nó quá hay, các bạn comment ngay ở dưới luôn, ví dụ là 4:08 cái câu đó, bạn tự động comment đó, tức là nhắc lại một lần nữa cái kiến thức đó trong đầu, và lần sau khi các bạn đến cái đoạn nào nó na ná như vậy, các bạn búng nó ra và nói y chang luôn. Rồi, mình đang bận kết nối với lại Hoàng Đức, là tên của giáo viên của chúng ta đó mọi người. Chúng ta sẽ cùng gặp với lại một nhân vật tên là bạn Hoàng Đức, mà có vẻ như hiện tại đường kết nối vẫn đang chưa được thực hiện, cho nên là các bạn chịu khó chờ mình chút xíu nha. Mình sẽ kết nối luôn với Đức, là một bạn nhân vật nam. Bây giờ vai trò của các bạn đó chính là chuẩn bị hồi hộp chờ đợi để tí xíu nữa đánh giá xem là bạn nhân vật nam đó được mấy điểm, chứ còn mình không dám đánh giá. Nhưng mà mình chính là người cũng đã lựa chọn Hoàng Đức
để tham gia vào cái hành trình sắp tới của IFO. Đức cũng là một người rất hay đó mọi người. Bạn đó có một cái sự nhạy cảm cần thiết để dành nhắn lại cái này cho Đức nè. Vào lại cái này. Có một cái sự nhạy cảm cần thiết. Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam. Yay, Danny Phạm. Mong gửi quà cho nhanh. Sơn ơi, anh nghĩ là em nên chú ý bạn Hồ Cường. Mình sẽ mong gửi quà cho nhanh, chờ cả tháng rồi ha. Bạn Cường nói hơi nặng lời với tụi mình rồi, thì mình rất là xin lỗi Hồ Cường. Anh mong là đến thứ hai thì nếu mà các bạn nào mà trong bộ phận gửi quà mà chưa gửi quà thì anh sẽ đích thân gửi quà cho Hồ Cường nha. Chứ để Hồ Cường vô đây nói nặng lời như thế này thì mình cũng cảm thấy không vui đâu ha. Cảm ơn mọi người. Rồi, ok. Nên bây giờ mình cùng chờ xem là không biết là cái phần kết nối với Hoàng Đức đã ok chưa. Nhưng mà có một bạn cũng hỏi là làm sao để cải thiện được cái fluency. Thì mình nghĩ là cái fluency nó rất là quan trọng, bằng cách là các bạn cứ nói nhiều thôi thì nó tự động có fluency. Còn nói ở chỗ nào thì nói một mình là cái cách nói mà nhiều người hay chọn nhất. Quá trễ đúng không? Đâu có gì khó khăn đâu, đúng không? Tụi mình có thể chọn nói một mình. Hoặc là có thể có một cách nữa mà như là bạn Khánh Vi cũng đã một lần chia sẻ, đó chính là nói chuyện với chính mình ở trong gương. Và một cách nữa mình thấy cũng rất là hiệu quả mà anh Michael Liu cũng một lần nói, đó chính là anh Michael Liu nói là mình cứ đọc những cái bài báo tiếng Anh đó. Các bạn có thể vô trang e.vnexpress.net đó, là bằng trang VnExpress bằng tiếng Anh đó, đọc mấy cái bài báo đó rồi mà cố gắng nói thật là trôi chảy, thật là nhanh, đôi khi không cần hiểu ý cũng được đó, thật là nhanh để mình có thể có được một cái fluency khi mà qua luyện tập đó. Tạm thời múa rìu qua mắt thợ như vậy, còn bây giờ thì mình muốn giới thiệu với các bạn một nhân vật mà cũng đã lỡ hẹn với các bạn mấy lần rồi, bây giờ mới dám giới thiệu ra mắt. Bây giờ xin mình giới thiệu, đây là nhân vật musketeer của chúng ta. Hello, hello everybody, không biết mọi người có thể nhìn thấy mình rõ ràng không? Rồi các bạn nữ ơi, đánh giá giùm anh cái, được nhiêu điểm, đánh giá được nhiêu điểm ạ? Hello Danaji. Rồi các bạn đánh giá bạn musketeer. Một vài thông tin về em năm nay là trên 20 hay là dưới 20? Em thì hiện tại là cũng 2x trung bình ạ. X trung bình. Em là người gốc Hà Nội hay là ở một tỉnh thành nào khác? Gốc của em thì em ở Nghệ An, nhưng mà cũng đã lâu rồi và hiện giờ thì về quê thì cũng sẽ phải cần bố em phiên dịch. Tức là gốc là Nghệ An thôi nhưng mà thực ra là sinh ra lớn lên ở Hà Nội rồi, đúng không? Để chọn cái nhà nó dễ thương để nghe nha. Rồi ok. Hello thầy Hoàng Đức, chính xác đây là thầy Hoàng Đức của chúng ta. Tụi mình tổ chức nhiều event để mọi người luyện với nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Và buổi ngày hôm nay là buổi đầu tiên để giới thiệu Hoàng Đức, là một musketeer hoàn toàn mới của chúng ta. Và năm nay thì musketeer của mình sẽ được giới thiệu hoàn toàn khác. Tức là các bạn sẽ có cơ hội live interact trực tiếp cùng với các bạn fan lần đầu tiên với chúng ta như thế này, và nhiều hơn nữa trong tương lai. Đó, be prepared for that. Nhưng bây giờ đây là buổi đầu tiên. Trước khi mà Đức chia sẻ cho những cái câu chuyện về học ngoại ngữ thì chắc là phần sau thì mình cũng sẽ có một cái bài giảng nhỏ nhỏ của Đức nói về writing, để cho mọi người có một cái nhìn tổng quan nhất về writing. Còn bây giờ thì sẽ là những câu hỏi chung và đầu tiên dành cho Hoàng Đức. Trong 4 kỹ năng nghe nói đọc viết ấy, thì kỹ năng nào là kỹ năng em thích nhất và kỹ năng nào là kỹ năng mà em không thích nhất? Mặc dù thì trong cả 4 kỹ năng đấy thì em thấy là mình có cái khả năng nhất ở trong cái kỹ năng nghe, listening. Tuy nhiên là cái kỹ năng mà em thích nhất thì có thể nói là speaking. Bởi vì chia sẻ thật thì em cũng chưa bao giờ được có cái cơ hội sang nước ngoài. Thế nên là tất cả những cái gì mà em nghe được thì em đều cố gắng nhại lại. Và đấy cũng là cái cách để em hình thành nên cái khả năng nói. Và mặc dù em là musketeer dạy writing, tuy nhiên là đấy lại là cái kỹ năng mà em thấy nó bị khó khăn nhiều nhất. Tại vì có rất nhiều cái vấn đề mà đặc biệt khi mà nói về việc idea development or like how to manage the paragraphs in an appropriate way, that those things are very difficult. Hay quá. Em là một người introvert hay là extrovert? Là một người hướng nội hay là một người hướng ngoại? Em thì em rất là hướng ngoại, chỉ trừ những lúc em hơi hướng nội một tí. Tại vì căn bản là em khoảng thời gian em dành cho bản thân thì nó cũng không nhiều. Chắc là những cái lúc đấy thì em sẽ đi đến một cái hồ gì đấy để em chơi. Tuy nhiên là đối với khoảng thời gian phần lớn thì em thì muốn là có bên surround myself with a lot more people to engross in the environment. Nghe rất là chill đúng không? Nghe rất là chill. Em thích nhạc gì? Cái bài nào mà gần đây nhất mà em nghe mà em cảm thấy thích nhất trong thời gian gần đây là gì?
Trong thời gian gần đây thì thực ra cái gu nhạc của em nó thay đổi theo thời gian. Cái hồi em chưa vỡ giọng thì em hát được nhạc My Heart Will Go On, những bài cao cao pop R&B như vậy. Nhưng mà dạo gần đây thì em lại thích nghe những cái bài rock R&B, những cái bài mà về phần nhạc nó lại hay hơn. Ví dụ là có một cái bài là Auburn của Damon Years. I don't know if a lot of people know about that song or the artist necessarily, but the song is very emotional. Yeah. Có nhiều bạn nói là thầy giống G Ducky. À, lý do mình để màn hình full screen là để muốn khám phá một chút xíu cái phòng của thầy, xem là có giấu cái gì đó ẩn giấu đằng sau background hay không. Có cây đàn guitar nào không? À, em có chơi được một nhạc cụ nào không? À, em có chơi được đàn guitar và đó. Cái đợt cho mà nên là các bạn có thể bữa sau mà livestream cùng với thầy thì sẽ làm khó thầy được. Có nhiều bạn nhắn tin cho mình nói là không dám nhìn màn hình nữa bởi vì nhìn thầy quá kêu quá, không có dám nhìn màn hình nữa. Shout out to thầy Đặng Hoàng Đức. Rồi, chúng ta có một câu hỏi đầu tiên là có một cách để tự tin hơn và tăng fluency trong speaking là mình internalize nó trong đầu. Tức là mình làm sao cho cuộc sống hàng ngày của mình tư duy bằng tiếng Anh từ những việc nhỏ nhặt nhất. Đó. Rồi các bạn có câu hỏi nào thì có thể đặt cho thầy của chúng ta nha. Mình gọi là thầy thôi nhưng mà đó cũng là một cách rất là hay. Khi mà tụi mình ở trong show thì gọi là Musketeers, tức là những người tiên phong, lính ngự lâm sẽ cùng đồng hành với các bạn trong cái hành trình chinh phục IELTS. Thầy Hoàng Đức sẽ là người phụ trách chính của cái kỹ năng writing ở trong cái khóa IELTS Face Off mà tụi mình có làm cùng với Học Mãi. Đang quay rồi, các bạn sẽ thấy thầy Đức mặc vest mà nghe các bạn report về từ trường quay là cảm thấy rất là rung động trước cái vẻ ngoài của thầy Đức. Mong là các bạn nhớ là đừng có vì vẻ ngoài mà không để ý đến cái việc học hành nha. Rồi, hỏi các câu hỏi đi các em. Thầy có thể cho em xin tips để thực hành shadowing được không ạ? Bạn có hỏi từ bạn Hoàng Hà, Hà Hoàng. Thì cái vấn đề về việc học học speaking là một cái vấn đề muôn thuở, và đặc biệt là cái kỹ năng shadowing, cái kỹ năng rất là tốt. Thì để mà shadow một cách hiệu quả nhất thì lúc đầu thầy nghĩ là mọi người nên có một cái trang báo mà mọi người tin tưởng. Đấy, thì mình có thể đọc qua những cái bài báo đấy để tăng cái khả năng nói fluently. Tại vì đặc biệt là trong khi mà chúng ta nói tiếng Anh có những cái chi tiết nhỏ mình không để ý, ví dụ như là những cái nét nối âm hay là ngắt nghỉ như thế nào, intonation ra sao để nghe nó giống người bản ngữ. Thì khi chúng ta đã làm xong được cái vấn đề đấy rồi thì chúng ta mới bắt đầu nhìn vào những cái bộ phim sitcom chẳng hạn. Đấy, thì cái đấy nó sẽ là để tăng cái giao tiếp thông thường. My personal favorite is How I Met Your Mother. So basically all of my English skills come from there. Sao em im rồi? Em thường còn có kiểu xong rồi nói xong im. Anh thường là ẩn giấu màn hình để xem em đang nói như thế nào. Em phải tiếp tục tương tác với khán giả. Kệ anh làm gì cũng được. Nhưng mà đó, lần đầu tiên của người ta lúc nào cũng cảm thấy rất là bối rối, cho nên là các bạn đừng có thấy thầy hiền đẹp trai mà ăn hiếp bắt nạt thầy nha. Vừa rồi đó là câu hỏi của một bạn đã hỏi với thầy rồi đó. Và bây giờ thì cảm ơn em đã vừa mới trả lời câu hỏi đầu tiên. Để anh tìm xem còn câu hỏi nào khác không. Trong khi đó thì anh sẽ set up để em chuẩn bị đến với cái bài giảng ở phần sau nha. Nhưng mà bây giờ sẽ là một câu hỏi tiếp theo. Trong lúc đó anh sẽ set up câu giờ chút xíu. Thầy ơi, làm sao để có nhiều ý tưởng khi bí ý trong writing ạ? Cái vấn đề về làm thế nào để mà chúng ta ra được idea cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn ở trong writing. Thì một cái cách để mà thầy có thể ra được nhiều ý đó là thầy có một cái thói quen nó hơi nerdy một tí. Thầy thích xem phim tài liệu. I like to watch documentaries, and especially documentaries about like nature, about people, history, historical documentaries. Those are very interesting. Thì có một kênh mà thầy sẽ recommend cho mọi người, đó là mọi có thể lên Netflix, có một cái bộ rất là hay. Thầy không nhớ tên nó là gì, nhưng mà it's about planet Earth. Và hình như là nó có khoảng 11 tập gì đấy. Mỗi tập là người ta sẽ đi quay về, người ta sẽ đi quay ở những cái địa hình khác nhau. Và đấy là một cái công sức rất là lớn của một tập thể các nhà khoa học làm trong 30 năm để mọi người cuối cùng để bật ra được một cái vấn đề, đó là gì? Chúng ta đang tàn phá môi trường. Và trong lớp thầy thì thầy thường có một cái ví dụ khá là hay, thì nó cũng áp dụng được cho khá nhiều trường hợp. Thì 30 năm trước Nam Cực có một cái lỗ hổng ozone to bằng bang Texas. Tuy nhiên là bởi vì chúng ta đã có rất nhiều công sức trong cái việc là bảo vệ môi trường, bây giờ nó bắt đầu thu nhỏ lại rồi. Thì cái ví dụ như vậy có thể sử dụng để giải thích cho rất nhiều những cái trường hợp khác nhau.
Đó. Và trong writing thì thầy cũng hạn chế cái việc mọi người sử dụng cái câu mẫu, những cái câu sẵn, tại vì giám khảo sau này người ta bắt đầu tinh ý hơn rồi, người ta sẽ biết được khi nào mà chúng ta thực sự sử dụng kiến thức của mình để mà viết ra cái bài đấy, hay là chúng ta đang óp nhặt từ gì đó. Yeah. Thế thì cái cách tốt nhất để mà ra ý đó là chúng ta đọc nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn không có thời gian đọc nhiều thì câu chuyện sẽ ra sao? Chúng ta không đọc sâu thì chúng ta đọc nhiều vậy. Đó. Mọi người có thể tham dự và có thể tham khảo một vài cái báo mạng. Ví dụ như là thầy thì có subscribe cho New York Times. Và New York Times hình như thầy cũng không nhầm là khoảng 40.000 hai tuần. Đấy, thì chỉ cần hai cái bánh mì thôi, mọi người sẽ được update tin của những cái mảng mà mọi người thích. Ví dụ như là thầy subscribe mảng xã hội, mảng chính trị, mảng thiên nhiên thì mỗi tuần thầy sẽ biết thêm một tí, và vào những cái dạng bài nhất định thầy sẽ có những cái fact nho nhỏ đấy, để mà từ đấy thầy có thể đưa ra được những cái idea khá là hay. Đó, thì đấy là một cách để mà thầy chia sẻ mọi người có thêm idea. Và tất nhiên chúng ta cũng có thể xem idea một cách thụ động ở trên YouTube mọi người ạ. Đó, ở trên YouTube thì thầy cũng xem YouTube khá là nhiều, nhưng mà thầy không xem thầy không dành nhiều thời gian xem TikTok, xem trend, không xem anh đi qua thung lũng nhiều lắm. Thầy xem những cái ví dụ như là có một cái kênh nhá, mọi người nên có thể tham khảo nhá, The Infographic Show is very interesting. Lý do vì sao thầy thích cái đấy ấy, là bởi vì mỗi cái video của người ta chỉ tầm 10 phút thôi, và người ta đặt ra những cái câu hỏi rất là thú vị. Kiểu ví dụ nhá, it might sound a bit nerdy, but forgive me for this one. Bây giờ thầy biết là nếu mà giả dụ thầy bị rơi vào miệng một con cá voi thì thầy sẽ không bị làm sao cả, tại vì cái mồm của con cá voi nó rất là to, nhưng mà cái cổ họng nó chỉ như này thôi. Thế nên là kiểu gì mình cũng sẽ thoát ra được, trừ khi mình bị ngạt khí trong đấy. Thì đấy, thầy biết được những cái phần thông tin như vậy bởi vì qua xem những cái YouTube videos rất là bổ ích. Thì Infographic Show đấy cũng là một cái kênh YouTube mà thầy recommend cho mọi người. Ngoài ra chúng ta có thể xem một cái kênh đó là Cook the Gas. Đấy là tiếng Đức, thầy không biết. Thầy xin lỗi đối với những bạn nào học chuyên ngành Đức nếu mà thầy đã phát âm cái từ đấy là sai. Nhưng mà đấy cũng là một cái kênh YouTube rất là hay. Và quan trọng hơn là cả hai kênh YouTube nó đều có animation video, animation khá là cụ thể, và có cả phụ đề subtitle nếu mà các bạn nghe nhanh quá mà không hiểu được. Đó, thì đối với những cái bài writing bây giờ, giám khảo lại càng ngày càng đưa ra những cái đề mà nó hơi bị vĩ mô, nó hơi bị khó khăn một chút, thì đấy cũng là một cái kênh để mà thầy đưa ra được những cái idea tùy thuộc vào những cái dạng bài khác nhau ấy. Đó, thì ngoài cái việc là chúng ta chủ động tìm thông tin bằng xem những cái documentary nó rất là dài, thầy biết là cũng không phải là ai cũng có đủ thời gian mà ngồi mà xem toàn bộ một cái phim tài liệu trong khoảng 40 phút đến một tiếng. Thì đấy, mỗi ngày chúng ta chỉ cần 10 phút thôi, đấy cũng là một cách rất hay để mà chúng ta luyện cái khả năng listening. Một công đôi việc, kill two birds with one stone, things like that. Rồi, ok, cảm ơn em rất là nhiều và sẽ làm nhiều câu hỏi cho em quá, và anh cảm thấy rất là tự tin rồi, là bây giờ em có thể sẵn sàng để host nguyên một show rồi, đâu có nhất thiết phải là anh nữa, em rất là tự tin đúng không ạ? Rồi, câu hỏi tiếp theo được dành tặng cho bạn, câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Lê Hiền, là có quy tắc nối âm nào không ạ? À? Nối âm có quy tắc đúng không? Có thầy quy đừng tắc. Cười nữa, làm em đứng tim. Cho em hỏi làm thế nào để trở thành một active learner? The ways for you to become an active learner. Cái cách để mà trở thành một người học, thực ra cái câu trả lời này thì thầy cũng hiện tại thầy cũng đang tìm hiểu, tại vì cái khả năng, cái quá trình thầy học chủ yếu là do tiếp thu cái văn hóa một cách tự động. Đó, tuổi thơ của thầy lớn lên bằng Disney Channel, tuổi thơ của thầy lớn lên bằng Totally Spy, bằng High School Musical, bằng 6 giờ 30 phút tối xem những cái bộ phim dài 1 tiếng rưỡi, thầy thuộc toàn bộ cái list nhạc của High School Musical. Đấy. Thì đấy cũng là một cách để mà mọi người rèn luyện cái accent. Đó, thì để mà trở thành một cái active learner, you have to like the language first. Like for example, when I try to copy the British accent, I watched Sherlock, I watched movies that are in British so that I can copy the accent. The same thing goes. Thầy vừa lấy một ví dụ, đó là nếu mà mọi người muốn trở nên chủ động về một cái gì đó ấy, mọi người thích. Ví dụ như là thầy vừa nói là khi mà thầy lúc đầu là thầy nói cái giọng American accent, lúc đầu là thầy sử dụng cái tiếng Anh Mỹ, nhưng mà
có cái gì đó thì cái giọng của anh Thanh nghe rất fancy. Đấy, nó làm thấy liên tưởng đến một bộ vest, đến một cái cây gậy trông rất là gentleman, trông rất là quý ông. Và bởi vì như thế thầy đã dành thời gian ra để làm thế nào để nói, để uốn những cái âm để nó nghe nó giống như người anh đang nói. Thì đấy là cái lý do của thầy, mọi người phải tìm lý do của bản thân. Ví dụ như là mọi người muốn nói anh Mỹ bởi vì xem Captain America chẳng hạn. Đó, mọi người muốn giao tiếp một cách trơn tru, fluently. Thì đấy, mọi người hãy tìm cho bản thân một cái lý do và đưa, chủ động đưa bản thân mình vào những cái môi trường mà những cái thông tin như vậy nó sẽ được hấp thụ vào. Đó, thì đấy sẽ là cái cách để mà chúng ta trở thành một, well, how do you say it, active learner. Ok, có một câu hỏi nữa của bạn Nguyễn Hoàng Mai. Bạn hỏi là dùng discussion clause có được không ạ, thầy? Discussion clause, thầy thực ra thầy cũng đang hơi không hiểu cái discussion clause này lắm. What do you mean by discussion clause? Bạn có dùng từ là discussion clock, clock. Ah, discussion. Oh yeah. So a discussion clock. Thầy thì đang hiểu, thầy đang hiểu như này nha, nghĩa là mọi người sẽ có một cái đồng hồ ở bên cạnh, xếp tầm khoảng 2 phút. Sau đó thì mình sẽ nói liên tục trong vòng 2 phút đấy. Thì thấy đấy là một cái rất là hiệu quả. Thực ra trong cái chặng đường mà thầy học speaking ấy, bởi vì thầy không được tiếp xúc với người bản ngữ nhiều lắm, thế nên là thầy có một cái thói quen. Thầy biết là chắc là mọi người cũng đã từng trải qua những cái mâu thuẫn với những người khác. Ví dụ đối với thầy thì thầy có một anh trai lớn và tính hai người thì cũng hợp nhau cho lắm. Thế nên là hồi xưa thầy hay phàn nàn ông ý bằng tiếng Anh vì ông không nói được tiếng Anh. Đó, thì những cái lúc mà chúng ta tự nói với bản thân như vậy, đấy là cái cách mà mình rèn luyện được cái speaking. So, if you really think about it, whenever you talk in English, that is when you're practicing. You don't really need a clock. So if you want to improve your speaking skills, then just start by reviewing what you have done in throughout the day, how you felt about it. Đấy là một cái hoạt động hồi xưa thầy làm khá là nhiều. Trước khi đi ngủ, thầy hay ngồi tự kỷ, nhìn một cái gương, sau đó ngồi nói tiếng Anh là hôm nay mình đã làm những cái gì, mình tự hào về điều gì. Và cũng đã rất nhiều lần mẹ thầy lên bị sợ vì thấy con mình ngồi nói chuyện một mình với cái gương. Yeah, if it's good for you, then just do it, right? Đúng. Rồi, một rất là nhiều bạn như là bạn Huỳnh Khoan Duy thì cũng hỏi rất là nhiều lần về việc cái nguồn từ vựng, lấy cái nguồn từ vựng từ đâu, chép từ có phải là phương pháp học từ hiệu quả không? Chắc là cũng dành một vài phút để trả lời cho cái câu hỏi về cách để bắt đầu với từ vựng. Thực ra đối với thầy thì từ vựng nó sẽ chia thành hai bộ phận. Một là những cái từ vựng mà chúng ta chỉ đơn thuần là để hiểu. Ví dụ như là trong writing thì các bạn có thể nói trong văn nói thông thường, đúng không? Khi mà chúng ta nói là cảnh sát đã bắt được tội phạm, đấy, the police has caught the criminals. Đó, một cách rất là đơn giản. Nhưng mà ngoài cái từ vựng, chúng ta có một cái từ đó là incarcerate. Từ rất là fancy. Tuy nhiên là cái từ đấy thầy mọi người chỉ nên nhớ thôi, nhớ cái nghĩa thôi. Để làm gì? Tại vì có những cái loại từ mà chúng ta dùng với mục đích là để hiểu nội dung. Và trong giao tiếp thông thường để mà tự dưng mà chúng ta đưa ra được cái từ đấy vào đúng ngữ cảnh nó sẽ rất là khó. Đó. Vậy thì nếu mà nói về cái cách học từ vựng thì các bạn sẽ phải xác định xem là cái mục tiêu để mà chúng ta sử dụng từ vựng là gì. Nếu các bạn muốn nâng cao cái khả năng speaking ấy, thì thầy gợi ý hãy học phrasal verb, hãy học collocation. Còn nếu mà các bạn muốn đẩy cái ban điểm reading lên hoặc là listening lên thì chúng ta có thể học những cái từ gọi là C2, và trong cái trường hợp đấy thì xếp từ là một cái việc rất là hữu ích. Tại vì có những cái từ chuyên ngành, thì có những cái từ mà chúng ta nghe cách phát âm mà chúng ta có thể viết được. Những cái đuôi như đuôi shin, đuôi jin, đuôi tiff, những cái đấy thì mọi người có thể chia ra một từ ba âm chẳng hạn, nghe được ba âm viết được cái từ đấy. Mặc dù không hề biết nghĩa nó là gì nhưng biết nó là đáp án. Rồi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ dành phần tiếp theo để cho Đức sẽ có một cái bài để nói và chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện như là mình cũng đã chia sẻ lúc đầu đó, đó chính là overall
overview về về writing, cái kỹ năng writing. Nãy giờ thì các bạn đã được biết rất là nhiều về Đức rồi đó. Các bạn biết được là bạn này ở lứa tuổi nào nè, rồi ngoại hình như thế nào nè, rồi nói tiếng Anh giọng nào và nhiệt tình như thế nào rồi. Và bây giờ thì mình sẽ làm một phần để cho Đức được showcase là Đức sẽ thể hiện cái phần này ra sao nha. Bây giờ mình bắt đầu nha Đức nha. Do một vài những cái trục trặc liên quan đến đến phần cạc âm thanh, cạc hình ảnh, cho nên là anh không thể đảo chiều lại thời gian để setup cái đó lại được, cho nên là anh sẽ cố gắng hết sức có thể để mình vẫn kết nối được để nhìn được cái màn hình nha. Rồi xin mời Đức. Rồi bây giờ tới câu chuyện rồi mọi người. Vậy thì thầy xin giới thiệu lại nhỉ. So hello everybody, my name is Đức. I am your musketeer for the IELTS phase of writing. Thì đầu tiên thầy sẽ nói về cái cấu trúc của bài thi writing. Có một câu chuyện để mà chia sẻ, đó là gì? Trong cái lần đầu tiên mà thầy ôn thi ấy, thì thầy dành rất nhiều thời gian cho cái kỹ năng writing. Tuy nhiên sau đó thì cái kỹ năng writing lại là cái ban điểm thấp nhất. Thì thầy dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ là vậy thì vì sao mình lại không được điểm như vậy nhỉ? Mình biết như thế này, từ vựng mình như thế kia rồi. Đó, thì nó sẽ phải có một vài vấn đề đúng không nào? Đó, thì trước tiên chúng ta sẽ nói về cái cấu trúc của bài thi writing. Thì đối với bài thi writing, thầy nghĩ là các bạn ở đây cũng đã biết được về về việc nó có bao nhiêu phần rồi. Nó có 2 phần. Và về mặt thời gian thì 2 phần đấy nó sẽ kéo dài trong 60 phút. Có rất nhiều người nói về việc cái cách thức để mà chúng ta phân chia thời gian như thế nào cho hợp lý. Thì thầy cũng muốn chia sẻ luôn, đó là cá nhân thầy thôi nhá. Khi mà thầy đi thi, thầy sẽ làm task 2 trước và dành tối đa là 45 phút. Đến phút 40 mà thầy vẫn chưa viết xong cái kết bài thì thầy sẽ chuyển thể. Đó, nghĩa là khoảng 15 phút, 20 đến 15 phút cho task 1. Một cái vấn đề thứ hai mà rất nhiều người hỏi, thầy thấy trên rất nhiều những cái diễn đàn nói về IELTS, nói về cái vấn đề này, đó là số lượng từ. Thì sẽ có bạn hỏi là thầy ơi, em bài số 2 chúng ta được viết 250 từ, bài số 1 chúng ta được viết 150 từ. Vậy thì nếu mà bài số 2 em lỡ bị văn quá, em bị bay bổng quá, em viết được 300 từ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì cái này là thầy cũng xin chia sẻ với mọi người, đây là feedback. Tại vì quá trình thầy ôn thi lại, thầy có viết bài, sau đó thầy gửi cho ex examiner bên nước ngoài người ta chấm. Thì thầy cũng đã hỏi về cái vấn đề này. Người ta nói là ở trong cái phạm vi tầm 300 đến 310 từ thì nó gọi là acceptable range. Nó sẽ tùy thuộc theo cái việc là những cái từ thừa của mọi người ấy, nó có đóng vai trò gì vào trong câu không, hay nó chỉ đơn thuần là những cái từ kéo dài ra để cho nó đủ cái đoạn văn. Đó. Thì bây giờ để chốt lại vấn đề, cấu trúc chúng ta sẽ có 2 bộ phận, 60 phút phân chia như thế nào tùy theo sở thích cá nhân, sử dụng ra sao cũng tùy theo sở thích cá nhân. Đó. Về phần số lượng từ viết thì bài số 1 chúng ta sẽ có 150 từ, bài số 2 chúng ta sẽ có 250 từ. Tuy nhiên số lượng từ sẽ phiên phiến. Và cá nhân thầy sẽ recommend với mọi người, đó là với cái bài số 2 ấy, làm trong khoảng 300 từ đổ lại. Tại vì thầy cũng thấy là cái việc viết chỉ trong phạm vi 250 từ mà viết hay, nó khá là challenging, nó khá là khó. Đó, thì tiếp theo chúng ta sẽ nói về các thang điểm. Thì đây gọi là một cái breakthrough của thầy luôn. Đây cũng chính là một cái breakthrough của thầy luôn. Khi mà thầy hướng dẫn học sinh viết cái bài writing task 2. Đó, thì thầy cũng muốn mọi người biết được là có một cái sự khác biệt giữa cái thang điểm của writing task 1 và writing task 2. Những cái giống nhau nói trước nhé. Lexical resource là về từ vựng. Đấy, thì vẫn đánh giá về range of vocabulary, nghĩa là cái việc sử dụng từ vựng nó có đa dạng hay không. Đó, và accuracy of course, ví dụ khi mà mọi người sử dụng một cái từ mà nó mang một cái sắc thái hơi là nặng, ví dụ một cái từ như là harmful và detrimental chẳng hạn. Harmful là hại nhưng mà detrimental là rất là hại, thì khi mà ghép vào sai ngữ cảnh nó sẽ bị đánh giá thấp. Thứ hai, một cái điểm giống nhau thứ hai, đó là về coherence and cohesion. Cái việc chúng ta sắp xếp đoạn văn nó thể hiện ra được cái điều gì, và chúng ta có sử dụng cái liên từ, những cái phương pháp kết nối mà người ta có thể nhận ra hay không. Cái thứ điểm thứ ba nó giống nhau, đó là grammatical range and accuracy. Thì tất nhiên trong này nó có 2 bộ phận. Grammatical range nghĩa là chúng ta sử dụng được nhiều cấu trúc đa dạng hay không. Đấy. Và thứ hai chúng ta nói về cái accuracy, sử dụng những cấu trúc đấy nó có đúng hay không. Ok.
Đó, những cái điểm khác biệt đó là gì? Ở cái writing task 1, nếu mà các bạn để ý, nó ghi là task achievement. Còn ở writing task 2 thì người ta ghi là task response. Thì sự khác biệt giữa task achievement là gì? Đấy là câu hỏi yes, no. Đó, nghĩa là trong task 1 mọi người có đưa ra được những cái ý chính hay không? Có so sánh được những cái ý chính hay không? Còn trong task 2 thì đấy lại là một câu hỏi nó cảm tính hơn. Tại vì một bài viết hay là gì? 9 người thì 10 ý, có người bảo hay, có người bảo không. Thì đấy, đấy là cái điểm khác nhau duy nhất giữa 4 cái thang điểm. Bây giờ chúng ta sẽ nói thử qua một chút điểm qua về những đồng chí mà mình sẽ gặp trong task 2 nhá, writing task 2. Thì mời anh Thắng có thể kéo cái slide lên một chút. Yeah, ở đây chúng ta có 5 loại bài. Cái loại bài đầu tiên đó là opinion essay. Đó, với tên cúng cơm, đấy, bộ gương mặt thương hiệu là do you agree or disagree. Thứ hai là discussion essay, là một cái bài tranh luận. Thì cái vấn đề giữa hai bài này là cái việc là mọi người rất dễ bị viết nhầm bài discussion essay sang bài opinion essay. Đó. Còn về chi tiết cụ thể là gì thì chắc là đến cái bài học mà thầy nó quay là đang chuẩn bị. Đấy. Thì mọi người có thể stay tuned and catch the whole thing. Nói về thứ ba chúng ta sẽ có là dạng bài cost effect problem solution. Sẽ có nhiều trường phái phân chia dạng bài mọi người ạ. Sẽ có những người mà gộp cái dạng bài này với two part question và họ có lý do vì sao để làm cái điều đấy luôn. Thầy sẽ nhấn mạnh một cái chi tiết đặc biệt nhất đối với dạng bài cost effect problem solution. Đó là dựa theo cái ý muốn của giám khảo họ sẽ có thể ra được nhiều dạng bài khác nhau. Ví dụ người ta có thể lấy một câu hỏi của cost ghép với cả problems và nó vẫn ra được một đề là cost. À nhầm. Thầy xin lỗi. Người ta có thể lấy một câu hỏi của cost và một câu hỏi của solution và chúng ta có bài cost solution. Người ta có thể lấy một câu hỏi của cost, một câu hỏi của effect và chúng ta có bài cost and effect. Vậy thì thầy muốn mọi người nghĩ là nhớ một cái vấn đề là cái dạng bài này nó không phải chỉ có một hay hai dạng bài. Nó tùy thuộc vào cái câu hỏi. Đó. Và đến cái dạng bài cuối cùng chúng ta sẽ có là two part question. Thì như cái tên nó nói lên toàn bộ cái nhận diện two part question, hai câu hỏi, chúng ta sẽ có hai câu hỏi chính. Thì công việc đơn giản thôi, có hai đoạn thân bài và có hai câu hỏi chính. Đấy không phải là một điều trùng hợp, mỗi đoạn thân bài phát triển một câu hỏi. Tất nhiên là có nhiều phong cách viết khác nhưng đấy là cái phong cách thầy thích viết nhất. Đó. Và cuối cùng có hai thứ thầy muốn nốt cho mọi người và mọi người có thể về nhà luyện tập luôn. Đó. Đấy là cái phong cách viết bài. Thì ở đây thầy sẽ zoom in vào task response. Ui, anh Thắng anh đã bị quá rồi, cho em lên một chút, cho em lên một nhiều chút. Quá, đấy. Nhiều quá, để nhiều quá. Dưới ạ, dưới ạ. Pip pip. Rồi ạ. Pau ạ, pau ạ. Lên ạ, lên ạ. lên một tí nữa, lên một tí nữa. Một cái slide nữa. Đây, đây. Thì muốn nhấn mạnh vào task response thì sẽ có một câu hỏi mà thầy thấy rất nhiều bạn nói, đó là một đoạn thân bài nên phát triển mấy ý. Thì cá nhân thầy nhá, thầy thấy là có hai phong cách viết, một là các bạn ý sẽ một đoạn thân bài viết hai ý, hai luận điểm chính. Tuy nhiên nếu mà các bạn đọc bài của thầy Simon hoặc là của cô Paul, của cô Colin yeah, thì cô sẽ thấy thì mọi người sẽ thấy đó là các thầy cô chủ ý các thầy cô thông thường viết phát triển sâu về một luận điểm trong một đoạn thân bài. Và đấy cũng là cách thầy đang luyện tập bản thân để viết những cái đoạn thân bài như vậy. Thì cái cách mà chúng ta viết một đoạn thân bài chỉ một ý nó sẽ được lợi cái gì? Thứ nhất là ở trong cái thang điểm task response ấy, cái phiếu mà người ta Venn descriptor của giám khảo, người ta có nói về cái việc là chúng ta phát triển luận điểm được sâu đến bao nhiêu. Thì nếu mà các bạn nghĩ ra, nếu mà các bạn mà xoáy sâu vào vấn đề nhé, một đoạn thân bài chúng ta sẽ chỉ có tối đa là tầm 6 câu thôi. Đó. Vậy thì nếu mà viết hai luận điểm thì mỗi câu, mỗi luận điểm sẽ chỉ có một câu để giải thích, thì tất nhiên nó sẽ chỉ gọi là scratch the surface, nó mới chỉ vuốt nhẹ được bề mặt thôi. Vậy nên là thầy mới muốn là mọi người thử nhìn một vấn đề nhưng mà thử hiểu một khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể nói là việc xả rác ảnh hưởng đến môi trường, thì mình có thể giải thích ảnh hưởng vì sao nó ảnh hưởng. Chúng ta có thể lấy ví dụ về việc là
nhựa mất bao nhiêu thời gian để phân hủy. Chúng ta có thể so sánh với những cái cách sử dụng khác. Nếu mà chúng ta không xả rác bừa bãi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đấy gọi là giả định. Đó. Vậy thì thay vì chúng ta chỉ lướt đến bề mặt, chúng ta sẽ đi sâu vào một cái vấn đề và giải quyết cái điều đó. Đấy là một cái mà thầy đã rút ra trong quá trình mà thầy ôn luyện cái kỹ năng writing, đặc biệt là cái kỹ năng writing này. Đấy. Vậy thì đây thầy có một câu luận điểm là xả rác có hại cho môi trường. Thì thay vì là chúng ta chỉ giải thích bằng một từ đó là because, mình sẽ dùng giải thích, explanation. Chúng ta sẽ dùng ví dụ, example. Đó, chúng ta có thể sử dụng example. Chúng ta có thể sử dụng explanation. Chúng ta có thể sử dụng comparison để mà so sánh nó với việc là nếu mà chúng ta không làm thì sao. Đó, và cuối cùng chúng ta có thể sử dụng hypothesis. Đó là một cái phần giả định. Yeah, đấy. Một cái phần cuối cùng thôi, đó là hypothesis. Thì đấy, đấy là một cái phần giả định. Và đây cũng là một cái mẹo thì muốn nói cho mọi người luôn. Giả định là gì? Giả định là nếu là không có thật, là chúng ta sẽ phải áp dụng thêm cấu trúc câu điều kiện, hoặc fancy hơn một tí, đảo ngữ của câu điều kiện. Đấy là một công đôi việc, vừa giải thích được cụ thể tường tận, vừa ăn thêm điểm grammatical range and accuracy. Đó, vậy thì đấy là một vài chia sẻ của thầy về cái kỹ năng writing, về overview và cách để mà chúng ta có thể nâng cái ban điểm lên. Đó. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Rõ ràng là các bạn đã thấy là thầy cũng đã rất là tâm huyết khi mà chia sẻ cho chúng ta về kỹ năng writing. Writing là một kỹ năng không hề dễ chút nào. Cá nhân anh cũng là một người rất là trăn trở khi mà phải học writing. Cũng có một thời gian anh cũng đã phải thuê riêng một mentor để dạy mình về writing, bởi vì thực ra writing nó áp dụng rất là nhiều những tình huống khác nhau. Nó là cái tình huống khi mà chúng ta cần phải tiêu hóa chậm một chút một cái dữ liệu nào đó. Như là anh vừa nói lúc nãy á, thì cái cấu trúc của một bài nói IELTS nó là một cái cuộc giao tiếp, còn writing nó là một cái kiểu giao tiếp rất đặc biệt và giao tiếp phải sâu hơn. Thì làm sao để sâu hơn thì chắc chắn là các bạn cần phải có thêm nhiều kiến thức rồi. Mình cũng ủng hộ cái quan điểm của Hoàng Đức, đó chính là mình không ủng hộ cái việc là học tip để cho ăn sổ để cho nó nhanh, bởi vì tất cả các kỹ năng dù là IELTS hay là đều thực thì nó đều phải áp dụng vào chính bản thân của mỗi người, đúng không? Mình đâu chỉ học cái kỹ năng đó cho có, mình đang học cái hành trình để khám phá, dùng cái kỹ năng đó để có thể bồi đắp cho cái kiến thức của mình và truyền đi cái kiến thức của mình cho người khác, đúng không? Vậy thì cái kỹ năng writing bản chất của nó là như vậy. Cảm ơn Đức rất là nhiều đã chia sẻ cùng với mọi người. Rồi, có khóa học writing nào chất lượng không ạ? Các em tham gia vào khóa học IELTS Workshop của thầy Đức dạy nè, là khóa rất chất lượng luôn. Thầy đang cột tóc à? Em quay sang bên này cho anh nhìn có phải em đang cột tóc. Mọi người có thể nhìn thấy và xin đừng đánh giá cái sự tóc tai này, tại vì thầy cũng chưa có thời gian để đi cắt tóc, và nếu mà bỏ ra nó sẽ hơi bị gọi là xúc phạm các bạn một chút, thế nên là thầy cũng gọi là tôn trọng mọi người nên là buộc lên. Rồi, bạn Hà Thu hỏi một câu nè, mọi người ai có thể cho em comment ít bộ phim luyện accent tốt và dễ không ạ trên Netflix? Thầy thì chắc là toàn xem phim ấy ha. Anh nghĩ một trong những cái phim mà anh khuyên mọi người xem, bởi vì phim đó nói tiếng Anh giọng, các bạn nên xem mùa 3, thì nó có cả giọng Anh và giọng Anh Mỹ, đó là The Circle. The Circle là một trong những cái series rất là hay và họ nói rất là dễ nghe. Và đặc biệt là họ phải điều khiển một cái hệ thống nhận diện bằng âm thanh đó, audio recognition đó. Cho nên là họ phải nói rất là chậm, ví dụ như là Đức ơi, hai chấm, anh nhớ em. Ví dụ như vậy, nó sẽ nói là Circle message to Đức Hoàng. Đức exclamation point, I miss you so much, heart emoji, send. Tức là các bạn ở trong cái show đó sẽ phải nói những câu đó rất là chậm, và các bạn, mình tin là các bạn sẽ học được rất là nhiều những thứ rất là hay. Và đôi khi sẽ là những cái câu phức luôn á, ví dụ như là although I love you so much, but I have to make my devotion to the previous one, which bla bla bla. Ví dụ như vậy, thì có những cái câu như vậy các bạn sẽ học được rất là nhiều. Và đó là show mà anh highly recommend, bởi nó rất là kịch tính. Nhưng mà oh my god, các bạn nên xem vào cuối tuần thôi. Còn nếu mà xem vào những ngày trong tuần này rất là cuốn đó, không có thời gian để vỡ nó đi được đâu. Đó, còn không biết Đức có cái show gì muốn recommend với các bạn khán giả thì có thể chia sẻ luôn. Thì nếu mà nói về show thì em highly recommend How I Met Your Mother. Mọi người nên xem cái show đấy. Thực ra nó cũng khá là huyền thoại, cùng với cả một show nữa đó là Friends. Đấy, thì đấy là hai show mà đã đọng lại trong phim của rất nhiều những cái thế hệ 89X. Và một vài các bạn đã nhìn luôn. Thì những cái show đấy
cái điểm hay của nó là gì? Nó đả động đến những cái vấn đề rất là đời thường, thế nên là mọi người có thể học vocab, những cái cách diễn đạt mà nó rất là đời thường, rất là phù hợp với cái lứa tuổi. Thực ra bảo phù hợp với lứa tuổi thì không hẳn lắm đâu, thế nên là các bạn hãy chú ý là nếu mà xem thì cũng cố gắng giải thích và xem những cái cách mà người ta đùa. Tại vì có những cái câu mà nó sẽ không sâu hẳn ra là vì sao nó lại funny như vậy. Nhưng mà đấy cũng là một cách để mọi người nâng cao cái khả năng speaking. Thì thầy học rất nhiều vocab và cũng như là cái intonation, cái accent từ những cái bộ phim như vậy. Tuy nhiên là đấy là hai cái bộ phim chủ yếu sẽ rèn cho các bạn về Anh Mỹ. Đó, về cái giọng Anh Mỹ. Còn nếu mà Anh thì thực sự thì thầy cũng không rõ lắm về những cái show truyền hình. Mọi người có thể xem những cái bộ phim như Sherlock, những cái cách thầy đã luyện cái accent Anh. Hoặc là Peaky Blinders. Đấy cũng là một cái show khá hay nhưng mà nó sẽ không phù hợp lắm nếu mà các bạn không thích những cái bộ phim nó hơi bị hành động mà nó hơi bị mạnh một chút. Đó, thì đấy cũng là một cái nguồn để các bạn có thể tham khảo. Và có những bạn fan cũng đã nói đây nè, á vô show đây chứ còn đâu nữa Ad ơi. Của bạn Hùng Nguyễn, một bạn fan rất là dễ thương, năm nay nhất định tụi mình sẽ đi ghé về cái khu trường DAV để thăm bạn Hùng Nguyễn và các bạn ở khu đó. Và sẵn đến đây thì Đức hãy chia sẻ với mọi người là Đức học đại học ở trường nào ở Hà Nội. Thế thì cũng khá là may mắn tại vì sắp tới mà về DAV thì sẽ là ghé thăm, cũng là một nhân dịp để em ghé thăm trường cũ của mình luôn. Em học ở trường Đại học Ngoại thương và chuyên ngành nó cũng hơi lệch với cái sự nghiệp hiện tại bây giờ, nó là kinh tế quốc tế. Đó thì đấy cũng nên là một cái trường hợp, một cái sự kiện để em có thể pay homage to my school. Shout out to Foreign Trade University. Rồi, đó chúng ta Foreign Trade University còn có rất là nhiều bạn khác nữa nha mọi người. Còn có bạn Trang Nhung cũng đến từ Foreign Trade University. Và ngoài ra thì tụi mình còn rất là nhiều những cái thành viên đến từ nhiều trường khác nhau nữa. Hanu, mình là bạn Thanh Vân thì là ở DAV. Có bạn Quang thì đến từ trường Đại học Quốc gia. Đại học Quốc gia thì nó là viết tắt là cái gì ha? VNU hả? Hay là gì? VNU. Ừ, VNU đó. Mình thì là alumni của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học La Trobe của Úc, Đại học Columbia của Mỹ. Đó. Cảm ơn thầy nhiều. Đó, đã có các bạn fan cảm ơn thầy rồi. Ý là đuổi đi ngủ đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhưng mà chắc là mình cũng phải dành cho thầy một cái cơ hội để chứng tỏ thêm tài năng nào đó khác, ngoại trừ đẹp trai, ngoại trừ học giỏi, ngoại trừ nói tiếng Anh hay và ngoại trừ rất là nhiệt thành, thì còn có cái tài năng nào có thể thể hiện luôn bây giờ được không ạ? Cũng khá là đáng tiếc tại vì thầy lúc đầu là đang ở trọ nhưng thì mang mất cái guitar sang đấy rồi, nếu không thì cũng sẽ mở một live show ca nhạc ở đây luôn. Thì mọi người cũng có thể stay tuned cho lần sau tại vì thầy có một vài bài nhạc nó khá là hợp gu bây giờ, mặc dù nghe nhạc thì nó cũng hơi lạ một tí nhưng mà những cái bài mà hát được thì nó lại là những cái bài bây giờ. Đó, không cho thầy đi ngủ đâu. Các bạn có muốn nói gì với thầy không? Mình sẽ để dành 5 phút nữa để chúng ta thổ lộ tâm sự gì với thầy. Thực ra FO nó như là một gia đình đó. Đức, anh thấy như vậy bởi vì là anh vẫn hay giữ cái thói quen gần đây, đó chính là cứ vào trong buổi tối livestream với các bạn để cùng xem show và cùng gặp gỡ các nhân vật. Thì chào đón Đức cũng là một trong những cái nhân vật sẽ đến. Ồ, em đứng đây chờ thầy, bạn Nguyễn Hoàng Mai này dễ thương quá. Thầy có biết bắn rap không thầy? Thầy có nghe nhạc rap không? Anh đoán là không. Em có nghe nhạc rap và em cũng rap luôn. Em cũng viết rap nhưng mà tại vì em cũng viết rap. Thực ra bây giờ thì cũng có thể showcase một vài thứ em thì cũng sẽ hơi old school một tí. Yo, ok. Rồi, mời thầy. Em sẽ đứng đây chờ thầy. Các bạn có tay lại đi. Nhân tiện thì cũng bởi vì các bạn cũng bảo thầy giống G-Ducky, thế nên là thầy cũng sẽ rap luôn cái bài mà làm nên tên tuổi của G-Ducky, bài Đôi Mắt đúng không nhỉ? Vậy thì em cũng không biết là anh Thắng có thể bật cho em một con beat xịn sò không, hay là em phải chơi kiểu acapella? Acapella đi em ơi, trời bây giờ bắt anh tìm beat nữa, bây giờ anh đang bị đã 10 rưỡi rồi đó mọi người. Don't be shy, so lead, beat thầy. Ồ, các bạn fan, vỗ tay cho thầy đi à. Vỗ tay kịch liệt cho thầy đi à. Vỗ tay kịch liệt cho thầy đi à. Vậy thì bây giờ xin trình bày nhạc phẩm
đôi mắt của Jidaki. Chứ em bị quên mất cái lời bài hát như thế nào. Ok, em mở điện thoại là cái gì đó để đọc lại. Mọi người chờ một chút. Rồi, trong lúc thầy thì anh xin được đọc các comment nha. Đôi mắt skirt. Có đỡ phải đọc là skirt không mọi người? Anh không biết đọc sao, nhưng mà cái đó đại khái là bữa trước anh có Google thì biết là một cái từ mà giới trẻ hay dùng. Đó, enjoy cái moment này. Hashtag respect. Lái con biết đi thầy Thắng ơi, vẫn sớm mà thầy, ok. À, bài này anh biết, bài này anh biết, bài này có anh bài đôi mắt nhẹ nhàng nồng ấm. À, bài đôi mắt này anh biết. Vâng, đúng rồi. Đấy thì anh có một kỷ niệm anh cũng xin được chia sẻ với mọi người. Các bạn là một lần nữa lại chạm đến tim của mình đó. Mình có rất nhiều kỷ niệm đẹp với Quân Bi Tuấn Anh hồi đó còn làm ở, lúc đó Quân Bi còn ở trong Sài Gòn. Lúc đó thì cậu bắt đầu đi hát và tụi mình hay gặp nhau ở cái quán Gian trà sữa ở trong đó. Và sau đó thì trong cái bộ phim Thần Tượng thì lúc đó thì lúc mà tụi mình làm cái phim đó thì Quân Bi qua đời. Nhưng mà tụi mình đã dùng cái bài đôi mắt này bởi vì đối với tụi mình đôi mắt là một trong những cái thứ ý nghĩa nhất. Khi mà mình gửi trao cho ai đó đôi mắt, mình nhìn thẳng vào mắt người ta, tức là mình đang dành cho người ta rất là nhiều những cảm xúc, rất là nhiều những cái ý niệm, và những thứ đẹp nhất đã đến từ đôi mắt. Cho nên là từ cái bài này thì chắc là một nhân vật rapper đã sáng tác nên. Nhưng mà anh chia sẻ một chút xíu cái kỷ niệm của anh đối với bài hát này để cho mọi người sẽ yêu hơn cái bài hát mà bạn Hoàng Đức chuẩn bị trình bày ha. Vâng, vậy thì chắc là anh Thắng cũng có thể giúp em làm One Beat Tuấn Anh để em bây giờ để làm sao ha? Để anh suy nghĩ một cách nào đó để... cái bài đó mọi người đã giúp mình đi, bài đó tên nó là gì? Đôi mắt mà tìm beat ấy, mình tìm beat ở trên mạng thì sẽ tìm tên là gì? Đôi mắt. Vâng, tìm đôi mắt của Jidaki. Sau hôm đấy là ra rất nhiều bản karaoke. Jidaki karaoke. Hy vọng là sau khi cái này phát thì Jidaki cũng thương tụi anh mà không có kiện tụng gì tụi anh ở trên mạng nha. Sau đó là anh sẽ làm cái bước tiếp theo là download cái beat này về ở định dạng MP4. Sau đó là anh sẽ kéo nó vào đây và hy vọng rằng chúng ta đang nghe một cái đường truyền chuẩn và nó sẽ đảm bảo. Anh chưa bao giờ hát bài này nha, anh thề anh chưa bao giờ hát bài này hết. Và mong là các bạn đã xem đến giờ này thì các bạn cũng chịu khó kiên nhẫn chờ đợi ha. Cái này là phục vụ theo ý của các bạn thôi nha, chứ mình vô can hoàn toàn nha các bạn nha. Mình vô can hoàn toàn. Bây giờ còn 5 giây, 4 giây nữa là mình đao xong cái này rồi. Mình đang miêu tả trực tiếp từng bước mình làm để cho các bạn đỡ phải nóng lòng chờ đợi. Rồi giờ trong lúc mà đỡ phải nóng lòng chờ đợi thì hỏi một câu. Nãy giờ các bạn nữ cũng hỏi là không biết thầy đã có yêu đương tình cảm, tình báo gì không? Hay là single but available to mingle? Thì hiện tại cái câu hỏi này thì cũng khá là một là câu hỏi khá là phức tạp. Hiện tại thầy đang trong một mối quan hệ phức tạp với deadline. Tại vì thì nhưng mà ngoài ra thì I'm single and probably will be available in the future. Once okay. Rồi bây giờ anh xin phép được sử dụng cái sản phẩm này từ anh đang sử dụng cái sản phẩm này từ trang DT98 Channel. Anh không biết là DT98 Channel có sử dụng cái gì trước về bản quyền không, nhưng mà đây cũng là một cái bản cũng được nhiều người xem nhất và được YouTube đề xuất. Xin phép được dùng cái bản này để là beat cho bạn Hoàng Đức của chúng ta thể hiện. Từng ngày trôi qua mau, nụ cười trao nhau lại thêm lo âu. Giờ ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau chôn dâu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ nhớ trăm năm. Đúng vậy, đôi mắt đấy từng làm cho anh từng mơ trăm năm. Nhưng kín mặt dần như vật liệu và nó đang vẫn lặng ta. Sau tất cả em chẳng cách không nhìn anh nữa. Và anh tự hỏi rằng điều đó có cần làm được cho em làm được đôi ăn ngăn. Đôi mắt đã tình được với em và thôi nào. Đây là câu chuyện của đôi mắt làm lần từng đứng vào nào. Tâm hồn này, đẹp như vừa vui ta đi. Và điều em không là một chàng trai đeo anh chẳng là đi. Em hợp với nó, điều này anh không phủ nhận. Em hợp với thế giới đôi mắt người ta cho nó là thích. Anh thì hợp với yêu nhạc là chủ quân. Và nó vẫn là lý do anh hành cần vào ngày chủ nhân. Nhận em à, anh cũng không cần gì to tát. Đôi mắt dành cho em, con tim dành cho rap. Nhưng không lỗi một em có, trong người biết tôi đi. Tôi muốn nói những em là quên tôi đi. Giờ em nơi phương xa nhiều bao ngã. Giờ tôi là đừng bỡ. Bao nhiêu
bao nhiêu mộng mơ dư tan biến đâu. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi, ngày trở về vội bên anh. Yêu thương còn đây mà đôi mắt hiền hào. Lên trên sân khấu gặp được rất nhiều điều và cũng thể là những chuyện mà mình làm thì ta làm sai. Em mang đôi mắt u sầu chẳng còn lòng thương ngày, và người điều này lại sẽ tan trong tim ta và làm ai khi ta quên mình đi trên con phố. Nên những em sẽ qua là khi ta mang âm nhạc và được qua những ngày đẹp ta mà khi mà ta đã thích thì một người ta đi tin tôi. Có thể là ta cũng biết chúng ta sẽ là chị boy. I never try to hold you down, but baby let me come and show you now. Là dù vài lần thì vì mình là chỉ một kiếp thôi, anh tin đôi mắt ta trao nhau vẫn luôn là tương tự thôi. Trong anh cũng muốn em buồn, trong tâm anh cũng muốn em sầu. Anh chỉ muốn được rap đến khi nào tay con luôn và dễ rồi hôm anh nay. Anh chào Sài Gòn. Baby, I just don't wanna see what you have done to me. That's why I close my eyes. Baby, I just don't wanna see what you have done to me. That's why I close my eyes. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, dễ thương quá. À, lẽ ra là còn một phần nữa, đó chính là phần mà mocking test nữa, bây giờ khuya quá rồi. À, em là thoát được lần này nhưng mà em không thoát được anh lần sau đâu. Tất cả những khách mời mà tham gia chương trình của tụi mình đều sẽ phải trải qua một mocking test, và một trong những cái đề mà chắc chắn là không ai biết trước đó là cái gì hết. Thôi thì chờ Đức lần sau nha. À, chúng ta cũng đã có một buổi tối rất là vui khi mà được gặp thầy Hoàng Đức, đúng không ạ? Em là tên đầy đủ là gì? Họ và tên ở trong giấy khai sinh là gì? À, tên đầy đủ của em là Hoàng Hưng Đức. Hoàng Hưng Đức đúng không? Ok, Hoàng Hưng Đức. Đó, cứ Hoàng Đức, Hoàng Đức, Hoàng Đức. Đức Hoàng, Đức Hoàng, Hoàng Hưng Đức. Ok. À, rồi, chúng ta đã được gặp gỡ với lại một Musketeer mới toanh. Các bạn đánh giá Musketeer này có dễ thương không ạ? Và tụi mình sẽ có rất là nhiều những hoạt động sắp tới đúng không? iOS Fair sắp tới, iOS Fair năm sau thì khi mà mình hết giãn cách rồi thì chắc là Đức sẽ cùng phải đi với tụi mình đi đến nhiều những cái vùng miền khác nhau cùng với iOS Fair và cùng gặp gỡ các bạn ở khắp mọi nơi đúng không ạ? Cảm ơn các bạn Lê Thạc Quảng, các bạn đánh giá bao nhiêu cháy quá luôn thầy ơi. Đó, mùa 3 thầy đi đăng ký thi rap Việt đi thầy, từ bạn Lê Quốc Bảo nè. So energetic. Bye bye, rất sâu cháy. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Em có điều gì muốn nói chia sẻ với các bạn trước khi mình đi ngủ không nào? Này, chắc chắn là em rất là mệt rồi, em dậy quần quật rồi và bây giờ em vẫn tiếp tục tham gia cùng với tụi mình đến tận bây giờ. À, thực ra thì em cũng không mệt mỏi lắm, tại vì căn bản là em đấy, em chỉ cần là có những người khác thể hiện năng lượng là em sẽ lại bùng nổ lên hết. Thế nên là mặc có buồn ngủ đến mấy thì bây giờ em vẫn đang rất là cháy. Và em muốn gửi lời cảm ơn dành cho chương trình và cũng như là tất cả các bạn đã theo dõi em đến tận lúc này, và cũng là một cái cũng đã khá là muộn rồi nhưng mà các bạn vẫn còn ủng hộ rất là nhiệt liệt và em cảm ơn điều đó. Một câu hơn nữa trước khi mình đi ngủ là em có cảm thấy cái buổi này nó khác so với tưởng tượng lúc đầu của em không? Có ạ. Lúc đầu thì thực ra là chắc là mọi người cũng có thể nhìn thấy là mình hơi bị run. Nhưng mà bây giờ sau khi đã hiểu được về cái vibe chung của cái show như thế này, mình lại thấy rất là thoải mái. Nó cũng giống như kiểu một cuộc nói chuyện tâm tình mà mình có thể chia sẻ được với tất cả mọi người. Đó, và các bạn đang hỏi một câu nữa là lần sau khi nào vậy để em còn canh để em xem, tức là em đã có fan rồi đó. Hy vọng rằng những cái chia sẻ sắp tới của thầy Đức, một Musketeer mới toanh của tụi mình sẽ chia sẻ thêm nhiều thứ mà thầy biết về IELTS, về writing và về nhiều kỹ năng khác. Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở trong những cái show sau. Còn bây giờ thì chắc là đến giờ đi ngủ rồi, mình sẽ bật một cái bài cuối cùng để cho mọi người nghe, đó là bài Lemon Tree, và nếu mà Đức có hứng thì có thể hát theo luôn cái bài này, vì bài này chắc là ai cũng hát được đúng không? Và các bạn cũng ngân nga theo cái bài này cùng với tụi mình. Mở lyrics ra trước mặt đi để tụi mình hát cùng với nhau, đồng ý không nào? Lemon Tree. Lyrics đúng không? Lý cây bông. Em thấy anh thương khán giả như thế nào chưa? Anh luôn luôn cho anh đợi chút xíu nha, để cho mọi người được xem luôn cái screen của cái điện thoại. Đó, thì nó có cái bài đó, Lemon Tree, để cho mọi người hát chung với nhau đúng không? Rồi ok, mọi người sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình nghe nhạc nha. Bắt đầu. I'm sitting here in a boring room,
I'm just another rainy Sunday afternoon. I wasted my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving now in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my mind. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happened. And I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, it's just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 and I'm turning around. And all that I can see, it's just another lemon tree. Say that. Sa da da di da da. Da 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 di da da. Da di 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I like to go out taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, but myself into bed. And nothing ever happened. And I wonder. Isolation is not good for me, for you also. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm sleeping around in the desert of joy. Maybe anyhow I get another toy. And everything will happen and you wonder. I wonder. I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, it's just another lemon tree. I'm turning around, up and down. Turn it, turn it, turn it, turn it, turn it around. And all that I can see, just another lemon tree. And all that I can see, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến với buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Vân Miên, bạn Lê Hiền, Phương Thảo, Khôi Ngô. Khôi Ngô vẫn còn đến tận bây giờ luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ghé qua cùng với tụi mình. Còn bây giờ thì sẽ là Lemon Tree xịn để cùng với tụi mình đi ngủ nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Thấy bạn này dễ thương không? Hát lại một lần nữa nha. Hay là một lần nữa rồi tụi mình đi ngủ rồi nha. Ở đây đã good evening rồi nè. Bây giờ bedtime is set for 23. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.